chương 61, anh có biết tôi là ai không? Sắc mặt Vương Hạo chiết thoáng cái biến sắc. Bởi vì tốc độ của Diệp Thu thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức hắn ta không phản ứng kịp. Anh, anh điên à. Mau buông tôi ra, tên phế vật, đồ hạ đẳng, anh không xứng chạm vào tôi. Vương Hạo chết hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng quát lớn. Thả cậu ra. Được a, à, cho tôi một lý do để thả cậu. Gương mặt Diệp Thu vô cảm, lạnh lùng nói. Lý do cái cục cứt, mau thả tôi ra, nếu không anh không gánh được hậu quả đâu. Audio điện tử võ tấn bền. Vương Hạo chiết hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói. Diệp Thu hít mắt, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, nói, vốn dĩ tôi dự định giết anh luôn, nhưng bây giờ nghĩ lại, thế thì tiện cho anh quá. Dứt lời, đôi mắt Diệp Thu lóe ra một tia sắc bén, anh túm cổ áo của Vương Hạo chiết rồi ném bay hắn ta ra ngoài phanh chỉ nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên vương hạo chiết nặng nề đập lên trên vách tường rồi rơi xuống đất thắt lưng suýt nữa thì gãy mà lúc này diệp thu lại tiếp tục nhấc chân đi về phía vương hạo chiết vương hạo chiết đau đớn ôm bụng vừa mới đứng lên khỏi mặt đất hắn ta thấy tình hình như này thì sợ chết khiếp vội vàng cầu cứu trương huy ở bên cạnh nói huy tử cậu còn nhìn gì vậy mau tới giúp tôi a à, thằng cha này điên rồi Trương Huy vội vàng sông lên, chắn trước người Vương Hạo Chiết, cố gắng hòa giải nói, Diệp Thu, người anh em của tôi nói chuyện hơi khó nghe, nhưng không hề có ác ý, xin anh hãy nể mặt tôi, đừng chấp với cậu ta. Nể mặt anh, ha ha, anh cũng xưng ư. Diệp Thu khinh thường cười một tiếng, lạnh giọng nói, nếu anh đã thái độ thế này thì đừng trách tôi không khách khí. Trương Huy trầm mặt, hơi nổi cáo nói, Mặc dù vừa nãy Diệp Thu ném một nhát đã quang Vương Hạo Chiết bay đi 5-6 mét, tỏ ra sức lực rất lớn. Nhưng anh ta căn bản là coi thường Diệp Thu. Bởi vì bắt đầu từ lúc lên đại học, anh ta liền chăm chỉ đi học Taekwondo, bây giờ đã lên đến bậc đai đen cao nhất. Còn công việc hiện tại của anh ta chính là huấn luyện viên của một lớp Taekwondo. Cho nên bàn về đánh nhau, anh ta chưa từng sợ ai, nên càng không coi Diệp Thu ra gì. Tránh ra, tôi không muốn nói lại lần hai. Diệp Thu vô cảm nói: "Xem ra bình thường ở nhà, Lâm Thanh Nhã không có dạy dỗ anh, một khi đã vậy thì làm một người bạn học cũ, hôm nay tôi sẽ giúp cô ấy chỉ bảo anh việc, làm thế nào để làm tốt việc ở rể ăn bám vô dụng." Trong mắt Trương Huy lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói: "Sau đó, anh ta không nói nhiều với Diệp Thu nữa, hung hăng đấm một quyền về phía Diệp Thu. Làm một cao thủ đai đen Taekwondo, một quyền này của anh ta vừa nhanh vừa mạnh, Người bình thường thì không thể cản được. Giờ phút này lại dùng để đối phó với Diệp Thu, một người ở rể vô dụng, thế này thì càng không cần nói nữa rồi. Trong đầu Trương Huy đã hiện ra cảnh Diệp Thu bị mình đấm bay ra ngoài, sau đó ngã trên đất kêu gào thảm thiết. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trương Huy nhếch ra một nụ cười lạnh. Nhưng mà, ngay khi nắm đấm của anh ta chỉ còn cách mặt Diệp Thu chưa tới 5 mm, lại bỗng nhiên dừng lại. Điều này làm cho Trương Huy sững sờ. Nụ cười lạnh ở khóe miệng nháy mắt cứng lại. Vào giờ phút này, anh ta cảm thấy cổ tay mình giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy. Sức lực khủng bố đó khiến cho anh ta không cửa quậy được. Trương Huy vội vàng nhìn về phía cổ tay mình. Anh ta chỉ thấy ở nơi đó đang có một bàn tay to có sức lực mạnh. Còn chủ nhân của bàn tay to kia không phải ai khác mà chính là Diệp Thu. Thấy thế, sắc mặt Trương Huy nhoáng cái đại biến, kinh hãi nói: "Điều này sao có thể chứ?" anh làm sao nhưng mà anh ta còn chưa nói xong diệp thu đang nắm cổ tay của trương huy giống như vứt rác mà vứt sang một bên trương huy to cao khỏe mạnh bị diệp thu tại chỗ ném bay ra ngoài chẳng qua là anh ta không được may mắn như vương hạo chiết không có bay vào vách tường mà trực tiếp đập thẳng vào bàn rượu cách đó không xa rất không khéo là lúc đó cái trên cái bàn rượu đó lại có một quả sầu riêng chưa bổ mặt trương huy đâm vào quả sầu riêng nặng nề rơi xuống ngao chỉ nghe thấy một tiếng gào tê tâm phế liệt mặt của trương huy tiếp xúc thân mật với quả sầu riêng nhất thời hoàn toàn thay đổi máu thịt mơ hồ cả khuôn mặt đều bị hủy rồi mà bản thân anh ta thì đau đến mức hôn mê bất tỉnh a à, cảnh tượng này khiến cho lưu tuệ phương ở bên cạnh hét chói tai diệp thu lạnh lùng quét mắt liếc lưu tuệ phương một cái lưu tuệ phương sợ tới mức vội vàng bụng miệng tiếp sau đó diệp thu quay đầu nhìn về phía vương hạo chiết giờ phút này khuôn mặt vương hạo chiết đã phủ đầy kinh hoàng từ lâu rồi trong ấn tượng của hắn trương huy có thể một mình đánh với một đám người cao to đánh nhau siêu giỏi nhưng lại bị diệp thu đánh gục trong một chiêu còn rơi vào kết cục bị hủy dung việc này làm cho hắn ta không thể bình tĩnh được ánh mắt hắn nhìn diệp thu tràn đầy sợ hãi tiếp theo chúng ta từ từ chơi diệp thu nhìn vương hạo chiết Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn ngấm, cười lạnh nói. Nghe thấy vậy, Vương Hạo chiết không nhịn được run lẩy bẩy, vội vàng trừng mắt nhìn Diệp Thu, ngoài mạnh trong yếu hết, "Diệp Thu, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn động vào tôi, tôi sẽ không khách khí với anh nữa đâu." "Ồ, không khách khí như nào vậy?" Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt trêu tức hỏi. "Anh có biết tôi là ai không? Tôi là phó chủ tịch của tập đoàn thương mại điện tử Đào Bối Bối." công ty chi nhánh Giang Châu. Sau lưng tôi là cả tập đoàn đào bối bối chống lưng đấy. Chắc anh đã từng nghe qua tập đoàn đào bối bối đúng không? Đó là tập đoàn thương mại điện tử đứng số 1 số 2 ở Hoa Hạ. Nếu anh còn dám động vào tôi, đến lúc đó đừng nói anh chỉ là một thằng con rể đi ở rể không có hậu thuẫn, cho dù là nhà họ Lâm cũng không bảo vệ được anh. Vương Hạo chiết chừng mắt nhìn Diệp Thu, hung tợn nói. Ồ, hóa ra anh là người của tập đoàn đào bối bối à? diệp thu hít mắt như nghĩ tới điều gì rồi nói còn vương hạo chiết thấy vậy còn tưởng là diệp thu nghe thấy thân phận của mình nên sợ rồi hắn ta lập tức kiêu ngạo trở lại hắn ta ôm bụng đứng thẳng người nhìn diệp thu vô cùng ra vẻ ta đây nói sao nào biết sợ rồi hả tôi khuyên anh nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tôi ngoài ra dập đầu ba cái sau đó chắp tay đưa lâm thanh nhã cho tôi nếu như vậy thì có lẽ chuyện hôm nay tôi có thể tha cho anh một mạng bằng không, từ nay về sau thành phố Giang Châu sẽ không có chỗ cho anh nương thân. Không ai nói giúp được cho anh đâu, hiểu chưa? Ồ, vậy sao? Diệp Thu cười khinh miệt, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, hôm nay tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc thì Giang Châu không có chỗ cho ai dung thân. Sứt lời. Diệp Thu lấy điện thoại ra gọi điện cho người đàn ông đẹp trai, bình thản nói với đầu dây bên kia, nói với mã vũ của đảo bối bối, tập đoàn chúng ta có một người tên là Vương Hạo Chiết, đuổi việc ngay lập tức cho tôi. Nếu không, tập đoàn đào bối bối cũng không cần tồn tại nữa. mươi 62, muốn chết thì chết xa ra. Nói xong, Diệp Thu liền cúp điện thoại. Vương Hạo Chiết thấy vậy, đầu tiên là ngẩn người. Ha ha ha, nhất thời, tiếng cười của Vương Hạo Chiết vang vọng khắp căn phòng. Hắn ta nghĩ, Diệp Thu điên thật rồi. Lại còn gọi điện thoại bảo người ra lệnh cho Mã Vũ đuổi việc mình. Mã Vũ là ai chứ? Đó là chủ tịch của tập đoàn Đào Bối Bối, hiện nay đang là nhân vật làm mưa làm gió trong giới thương mại điện tử. Là tồn tại hàng đầu trong giới thương mại điện tử Hoa Hạ. Phóng mắt cả cái Hoa Hạ này, có ai dám dùng giọng điệu như thế ra lệnh cho anh ta cơ chứ? Cuống hồ, Diệp Thu này rõ ràng chỉ là một thằng con rể đi ở rể ở nhà họ Lâm, không có bối cảnh. Vậy mà lại dám cho người gọi điện thoại ra lệnh cho Mã Vũ. Cái này không khỏi quá nực cười rồi đi sau khi cười một trận thật to vương hạo chiết cố nén ý cười nhìn diệp thu gương mặt tràn đầy chế nhạo nói diệp thu sao anh không gọi thẳng cho tổng thống mỹ bảo ông ta phóng tên lửa bắn chết tôi đi còn bảo người ra lệnh cho mã tổng chúng tôi anh đã từng gặp mã tổng chưa đến cả tôi còn mới may mắn gặp anh ấy một lần ở cuộc họp tổng kết năm mà anh chẳng qua chỉ là một đứa con rể đi ở rể ở nhà họ lâm lại còn muốn cho người ra lệnh cho mã tổng đuổi việc tôi, não anh bị nhúng nước à? Anh còn có thể chọc cười hơn nữa không? Ha ha ha, nhưng mà, ngay lúc mà Vương Hạo Chiết đang há miệng cười to, điện thoại của hắn ta lại reo lên. Nghe thấy tiếng chuông, Vương Hạo Chiết vội vàng lấy điện thoại ra xem. Thế mà lại là cuộc gọi của Tổng Giám đốc Công ty Đào Bối Bối Chi Nhánh Giang Châu. Đây là cấp trên của hắn A. Vương Hạo Chiết không dám chậm trễ, vội vàng bắt máy, vẻ mặt nịnh nọt nói, alo, tổng giám đốc, sao ngài lại nhớ đến? Thế nhưng, Vương Hạo Chiết còn chưa nói hết câu. Đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng quát phẫn nộ của tổng giám đốc Vương Hạo Chiết. Con mẹ nó đầu cậu bị lừa đá rồi đúng rồi, chọc phải ai không chọc, cứ phải chọc vào người mà đến cả mã tổng còn không dám chọc, cậu chán sống rồi đúng không? Chủ tịch tập đoàn sẽ trực tiếp ra lệnh cho cậu cút xéo, ngày mai cậu không cần đi làm nữa, nếu bản thân muốn chết thì chết xa ra, đừng có làm liên lụy tới tôi." Nói xong, tổng giám đốc bên kia liền cúp máy. Nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại truyền tới. Trong đầu Vương Hạo chiết một mảnh trống rỗng, cả người choáng váng. Mình đã bị đuổi rồi sao? Chỉ vì mình đã đắc tội tới người mà đến cả Mã tổng cũng không dám đắc tội ư? Ai? Người đó là ai? Nghĩ tới đây, Vương Hạo chiết vô thức nhìn về phía Diệp Thu ở trước mặt trong đầu không khỏi nhớ lại những lời mà trước đó Diệp Thu gọi điện thoại có nói. Đáp án đã cực kỳ rõ ràng rồi. Điều này làm cho Vương Hạo Chiết không tự chủ được run lên, bùm bục một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ nói, Diệp. Diệp tiên sinh, lúc trước là tôi có mắt như mù động vào ngài, tôi đáng chết, mong màu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi được không? Ồ, bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi à? chẳng phải vừa nãy còn kêu gào muốn khiến tôi không có chỗ dung thân ở Giang Châu sao? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi. Sắc mặt vương chiết hạo chợt biến, sau đó hắn ta cắn rằng, trực tiếp nâng tay lên hung hăng tát thẳng vào mặt mình, vừa tát vừa cầu xin tha thứ nói, tôi đáng chết, đều là tôi đáng chết, xin Diệp Tiên sinh khoan dung, không chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết là tôi. Suy cho cùng thì trước mặt ngài tôi chỉ là một con kiến hôi, một đầu ngón tay của ngài đã đè chết tôi rồi a. À. Con kiến, anh quá coi trọng mình rồi đấy. Diệp Thu khinh thường nói. Trên thế giới này, người mà có thể xứng với hai từ con kiến trước mặt anh, rất ít. Còn những người khác, đến con kiến cũng không bằng. Đúng đúng đúng, Diệp Tiên Sinh nói đúng, tôi không bằng một con kiến, ngài cứ coi tôi như quả rắn, thả ra đi. Vương Hạo chiết vội vàng gật đầu, nói với gương mặt nịnh nọt cầu xin tha. Vào giờ phút này, tôn nghiêm và cả thể diện của hắn tất cả đều đã bị hắn vứt ra sau đầu rồi hắn nghĩ chỉ cần có khả năng sống sót là được rồi anh biết không thực ra lúc bình thường con người tôi khá là dễ nói chuyện nhưng tốt nhất là đừng đụng vào giới hạn của tôi nếu như đụng vào thì chỉ có một kết cục chính là chết mà lâm thanh nhã chính là giới hạn của tôi diệp thu thản nhiên nói nghe vậy sắc mặt vương hạo chiết lập tức đại biến nuốt khan một ngụm nước miếng gương mặt tuyệt vọng hỏi ngài ngài muốn tôi chết vừa dứt lời cửa phòng bao đã bị người từ bên ngoài một cước đạp ra tiếp sau đó chỉ thấy vua giang bắc là chu thái dẫn theo một nhóm đại hàn áo đen xông vào sau khi nhìn thấy diệp thu chu thái phù phù một tiếng quỳ một gối xuống với diệp thu ôm quyền xin lỗi nói diệp tiên sinh tha lỗi chu thái đã tới muộn thấy thế diệp thu cũng híp híp hai mắt chắc là trước đó quản lý đại sảnh đã thông báo cho chu thái nghĩ tới đây diệp thu khẽ nhếch miệng cười cười nhạt nói không 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 ông không đến muộn ông đến vừa đúng lúc hử diệp tiên sinh có dặn dò gì ạ à? chu thái ngẩn người một lát cung kính hỏi người này hạ thuốc bà xã tôi tôi muốn làm cho hắn ta sống không bằng chết ông có cách gì hay không diệp thu chỉ chỉ vương hạo chiết thản nhiên nói nghe thấy vậy chu thái quét mắt nhìn vương hạo chiết một cái ánh mắt đó nhưng là ánh mắt nhìn người chết vậy thế mà lại dám bỏ thuốc bà xã của Diệp Thu, thế thì trên đời này không ai cứu nổi hắn ta nữa rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Chu Thái đảo quanh, sau đó ông ta nhìn Diệp Thu, nhếch miệng cười rồi nói, Diệp tiên sinh, tôi có một cách. Thằng nhóc này có vẻ ngoài trắng trắng sạch sạch, vừa khéo tôi có mấy chục anh em có hứng thú với đàn ông, chi bằng cho cậu ta uống thuốc mạnh hơn gấp chục lần, sau đó tặng cho mấy chục anh em kia của tôi, thế nào hả? Cách này được đấy, không hổ là vua thế giới ngầm giang bắc, nói về thủ đoạn dày vào người ông có kinh nghiệm hơn tôi nhiều đấy diệp thu hài lòng gật đầu khen ngợi nói ha ha diệp tiên sinh quá khen chu thái ôm quyền nhếch miệng cười nói còn vương hạo chít nghe thấy cuộc đối thoại của hai người suýt nữa thì sợ đến nỗi xỉu ngay tại chỗ nếu cho mình uống thuốc rồi vứt cho mấy chục đại hán kia thế thì chẳng phải là mình bị chơi chết gà vừa nghĩ tới đây vương hạo chít sợ tái mặt vội vàng định cầu xin Diệp Thu tha thứ. Nhưng lúc này, Chu Thái lại vẫy tay với đại hán áo đen ở sau lưng, ra lệnh đưa thằng nhóc này đi. Vâng, những đại hán áo đen gật đầu, tiến lên trước kéo Vương Hạo Chiết từ trên đất dậy, lôi ra ngoài. Mặc cho Vương Hạo Chiết có giấy rủa cầu xin tha thứ như thế nào cũng đều vô dụng. Mà bị kéo đi với hắn ta còn có Trương Huy, người mà lúc trước bị đau nên ngất xỉu, làm đồng lõa nên anh ta cũng không có kết cục tốt. Diệp tiên sinh, ngài còn có dặn dò gì nữa không? Nếu không còn, thì tôi xin đi trước." Chu Thái nhìn Diệp Thu, ôm quyền, cung kính hỏi. "Ừ." Diệp Thu khoát tay. Lúc này Chu Thái mới dám dẫn người rời đi. Đến lúc này, trong phòng bao chỉ còn lại Diệp Thu, Lâm Thanh nhã cùng với Lưu Tuệ Phương. Sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, Lưu Tuệ Phương đã sớm sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không dám động đậy. Lúc này Diệp Thu xoay người, nhìn về phía Lưu Tuệ Phương. Lưu Tuệ Phương sợ đến nỗi không kìm chế được run lẩy bẩy, bùm bục một tiếng quỷ xuống trước mặt Diệp Thu, khuôn mặt tái nhợt cầu xin tha thứ nói, Diệp. Diệp tiên sinh, cầu xin anh đừng giết tôi. chương 63, nhất định phải nhẫn nhịn. Thấy người phụ nữ trước mặt đã sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, đang run lẩy bẩy. Khuôn mặt Diệp Thu không có tí cảm xúc nào, lạnh lùng hỏi, chuyện nào là sao, cô đã tham gia bấy nhiêu. Tôi muốn nghe nói thật. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Lưu Tuệ Phương chợt thay đổi, cơ thể mềm mại run rẩy nói, "Vương Hạo chiết cho tôi và Trương Huy mỗi người 5 vạn, để chúng tôi giúp cậu ta hẹn Lâm Thanh Nhã tới." Tôi vốn tưởng là chỉ ôn chuyện cũ thôi, không ngờ cậu ta lại muốn bỏ thuốc Lâm Thanh Nhã, chiếm lấy Lâm Thanh Nhã. Thật đấy, tôi thật sự đã từng cố gắng ngăn cậu ta, nhưng cậu ta là phó tổng của công ty chúng tôi, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ cấp dưới của cậu ta. Nếu như tôi trở mặt với cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ đuổi việc tôi. Hơn nữa cậu ta còn nói, Lâm Thanh Nhã và anh ở bên không hợp, ở bên cậu ta mới hợp, còn nói thực ra Lâm Thanh Nhã thích cậu ta, nếu tôi mà giúp cậu ta thì đó là đang giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên tôi Tôi đành nghe theo. Nghe Lưu Tuệ Phương nói xong, Diệp Thu cũng nhíp hai mắt lại. Trong tình cảnh này, hiển nhiên Lưu Tuệ Phương không dám nói dối. Nghĩ tới đây, Diệp Thu khoát tay, bình thản nói, "Được rồi, cô đi đi." "Hả? Diệp Tiên Sinh, anh muốn thả tôi đi thật sao?" Lưu Tuệ Phương khó tin hỏi. "Mau cút đi, sau ngày hôm nay, biến mất khỏi Giang Châu cho tôi, đừng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Nhã nữa, càng đừng để tôi nhìn thấy cô." Diệp Thu lạnh giọng nói. "Vâng, vâng." Lưu Tuệ Phương sợ hết hồn, vội vàng hoảng loạn chạy ra khỏi phòng bao. Lưu Tuệ Phương rời đi diệp thu đi thẳng tới bên cạnh lâm thanh nhã nhìn lâm thanh nhã đang nằm trên sofa vẻ mặt thống khổ trong mắt diệp thu xoẹt qua một vệt đau lòng phải mau chóng giải nhiệt cho lâm thanh nhã mới được điểm huyệt chỉ có tác dụng áp chế độc tính nhất thời nhưng chất độc của xuân dược này đang ở trong người lâm thanh nhã đẩy không ra như vậy thì lâm thanh nhã sẽ càng ngày càng khó chịu nghĩ tới dây diệp thu nhanh chóng ôm lâm thanh nhã lên Bước nhanh ra khỏi phòng bao, rời khỏi quán Ba Hoa Hồng Đêm, người đàn ông đẹp trai vẫn đang đợi ở bên ngoài. Chẳng qua là giờ phút này xung quanh anh lại có một đám con gái đang vây quanh. Dù sao thì anh cũng đẹp trai tuấn tú, lại còn tựa vào một chiếc Bugatti Veyron. Đây là hai vũ khí sắc bén hấp dẫn các cô gái. Đẹp trai và giàu. Đa số các cô gái đều không chống cự lại được. Người đàn ông đẹp trai cũng rất hưởng thụ cảm giác được các bông hoa vây quanh, anh nói chuyện với những cô gái đến say xưa. Nhưng mà, sau khi anh nhìn thấy Diệp Thu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng giải tán các cô gái đang vây xung quanh, bước nhanh đi về phía Diệp Thu, lão đại, có cần giúp không? Mau lái xe, đưa tôi về nhà. Vẻ mặt Diệp Thu sốt ruột nói. Thấy vậy, người đàn ông đẹp trai không một dấu vết nhanh chóng xoay người vào trong xe, khởi động xe. Sau khi Diệp Thu ôm Lâm Thanh ngồi vào trong xe, người đàn ông đẹp trai lập tức nổ máy, lái xe về phía Hãn Hải Lam Thành. Đến cửa biệt thự, Diệp Thu đang định bế Lâm Thanh nhã xuống xe, thì đột nhiên lại nghĩ tới chuyện của Ngô Siêu ở hội Thanh Long, anh lập tức dặn dò người đàn ông đẹp trai rằng: "Đường chủ Thanh Long, đường Ngô Siêu đang ở trong đồn cảnh sát, người này chắc hẳn biết một số chuyện, cậu theo dõi cậu ta cho tôi, một khi cậu ta đi ra, lập tức báo cho tôi." Nói xong, Diệp Thu nhanh chóng ôm Lâm Thanh Nhã xuống xe, chạy nhanh vào trong biệt thự. Giờ phút này, hiệu dược trong người Lâm Thanh Nhã đã không thể áp chế xuống được nữa. Cũng không biết Phương Hạo Chiết đã cho Lâm Thanh Nhã uống thuốc gì. Thuốc này thật sự là quá mạnh. Diệp Thu ôm Lâm Thanh Nhã, mặc dù cách một lớp quần áp cũng có thể cảm nhận được nhiệt nóng của cơ thể mềm mại này. Còn Lâm Thanh Nhã sớm đã mất lý trí, đôi bàn tay nhỏ không an phận sờ tới sờ lui trên người Diệp Thu, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng mê hoặc. Cho dù là Diệp Thu, anh cũng có chút không bình tĩnh được. Quãng đường ngắn ngủi từ cửa biệt thự tới phòng của Lâm Thanh Nhã. Lại là quãng đường mà Diệp Thu cảm thấy đi mà dài đằng đắng, cũng là quãng đường anh chịu dày vào nhất. Trong lúc này, Lâm Thanh Nhã không ngừng rên rỉ kiều mị trong lòng Diệp Thu, nhiều lần còn suýt nữa hấp dẫn Diệp Thu bạo ngay tại chỗ. Diệp Thu liên tục hít sâu, làm cho bản thân giữ tỉnh táo, thế này mới coi như là ôm được Lâm Thanh Nhã vào phòng của cô. Sau khi đặt Lâm Thanh Nhã xuống giường lớn, Diệp Thu nhanh chóng bật điều hòa ở mức thấp nhất, sau đó lấy một chậu nước lạnh, chuẩn bị hạ nhiệt cho Lâm Thanh Nhã. Dù sao thì dược hiệu của thuốc này thật sự là quá mạnh, trước tiên bắt buộc phải hạ nhiệt độ cơ thể cô xuống đã mới được. "Bà xã, xin lỗi em, anh cũng vì cứu em thôi." Diệp Thu hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy cúc áo sơ mi của Lâm Thanh Nhã, gỡ từng cái một ra. Nhất thời, nửa người trên của Lâm Thanh Nhã, ngoài một cái áo lót màu đen ra thì gần như đều lộ ra trước mặt Diệp Thu. Tất cả đều hoàn hảo như thế. Cái này làm Diệp Thu xem đến mê mẩn, anh vội vàng ép mình rời ánh mắt đi, bắt đầu dùng khăn lông tẩm ướt với nước lạnh lau người cho Lâm Thanh Nhã. Trong lúc vô tình Diệp Thu đã chạm đầu ngón tay vào da Lâm Thanh Nhã. Xúc cảm trơn mịn đó, mịn màng mà đàn hồi quả thực là làm người muốn phạm tội nếu không phải diệp thu gắt gao kiềm chế anh đã sớm bạo rồi sau khi nhiệt độ cơ thể lâm thanh nhã đã hạ xuống được một chút diệp thu nhanh chóng quay người đi hít sâu mấy ngụm khí lạnh để giữ bình tĩnh sau đó từ trong túi áo lấy ra ngân châm mà anh mang theo người bắt đầu tập trung châm cứu giải độc diệp thu tôi muốn nhưng mà đúng lúc này bên tai anh bất ngờ truyền đến giọng nói cực kỳ mê người của lâm thanh nhã diệp thu không nhịn được quay đầu nhìn một cái chỉ thấy lâm thanh nhã đang liên tục vặn vẹo người cực kỳ quyến rũ giống như một con mèo hoang nhỏ đang chọc người vậy điều này làm cho diệp thu vội vã hít sâu một hơi nhịn xuống mình nhất định phải nhịn phải mau chóng châm cứu cho lâm thanh nhã nếu không mau chóng giải độc cho lâm thanh nhã thể nào tối nay cũng xảy ra chuyện lớn rất nhanh đã tiêu độc cho ngân châm xong diệp thu nhanh chóng tiến hành châm cứu giải nhiệt cho lâm thanh nhã nhưng vào lúc này khỏi nói lâm thanh nhã không ngoan ngoãn thế nào các loại âm thanh mê người động tác chọc người quần áo trên người diệp thu đã bị cô xé thành mảnh vải điều này suýt nữa thì làm cho diệp thu tổ hỏa nhập ma diệp thu cố nhịn lại cái cám dỗ cực lớn này cuối cùng cũng châm cứu xong cùng với chiếc ngân châm cuối cùng mà diệp thu hạ xuống lâm thanh nhã đã hoàn toàn yên tĩnh ngủ thiếp đi đắp chân cho lâm thanh nhã xong diệp thu tựa vào bên giường thở phào một hơi kiếp nạn này cuối cùng đã qua diệp thu ghé vào bên giường lặng lặng nhìn lâm thanh nhã đã chìm vào giấc ngủ trong mắt tràn ngập dịu dàng vừa nãy quả thực là anh có cơ hội chiếm lấy lâm thanh nhã nhưng anh đã nhịn được không làm như vậy bởi vì anh muốn có được trái tim của lâm thanh nhã nếu như vừa nãy anh lợi dụng lúc cô ấy khó khăn mặc dù có thể có được cơ thể của Lâm Thanh Nhã, nhưng cũng sẽ mãi mãi mất đi tư cách có được trái tim của Lâm Thanh Nhã. Cho nên Diệp Thu kìm chế được bản thân, cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng chính mình. chương 64, đồ đệ của Murphy Love. Trải qua một đêm dày vò, Diệp Thu cũng mệt chết đi được. Sau khi xác định tối nay Lâm Thanh Nhã sẽ không tỉnh lại nữa. Anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng của Lâm Thanh Nhã, đi về phòng mình tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thu dậy sớm như mọi hôm, chuẩn bị đồ ăn sáng ở phòng bếp xong, thấy Lâm Thanh Nhã vẫn chưa dậy, anh liền tiện tay mở tivi phòng khách, vừa quét dọn vừa nghe thời sự. Nhưng đúng lúc này, một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thu. Gần đây, đại sư hội họa nổi tiếng châu Âu, Murphy Lopes đã quyết định tổ chức một triển lãm tranh cá nhân ở thành phố chúng ta. Đây sẽ là một sự kiện lớn trong thế giới văn học và nghệ thuật của Giang Châu tới lúc đó hoan nghênh mọi người tới thưởng thức các tác phẩm của Murphy Lopes. Nghe đến đây, chuyện đề cử, cảm bấy hoa hồng, bước vào tim anh. Diệp Thu nhướng mày, cái tên Murphy Lopes này, tất nhiên là anh biết. Lúc trước khi ở châu Âu, trong lúc vô tình anh đã chỉ điểm cho Murphy Lodge một lần. Sau này, cái tên này cả ngày quấn lấy anh, muốn thỉnh giáo anh một số vấn đề ở mặt hội họa còn cứ khóc lóc kêu gào đòi bái anh là thầy. Đối với người này, diệp thu phiền chết đi được bây giờ tên nhóc này đột nhiên triển lãm tranh ở giang châu cái này đúng lúc có chút ý tứ nhưng cho dù có thế nào thì tốt nhất đừng để cậu ta nhìn thấy mình nếu không lại như ra châu ấy ném thế nào cũng không đi nghĩ tới đây diệp thu bất đắc dĩ lắc đầu cười sau đó anh định quét nhà tiếp a à, thế nhưng đúng lúc này trên tầng hai bất ngờ vang lên tiếng hét của lâm thanh nhã nghe thấy thế diệp thu còn tưởng lâm thanh nhã gặp nguy hiểm gì vứt trổi sang một bên vội vàng chạy lên tầng hai phòng của lâm thanh nhã đẩy cửa ra chỉ nhìn thấy lâm thanh nhã đang ngồi trên giường quấn chân khắp người chỉ để lộ ra mỗi cái đầu còn đôi mắt cô giờ phút này đang lạnh lùng chừng mình thấy thế diệp thu cũng sững sờ sau đó chê cười hỏi bà lâm tổng em sao rồi diệp thu anh nói đi tối qua anh đã làm gì tôi rồi hả Lâm Thanh nhã gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Thu giọng điệu lạnh như băng hỏi cũng cũng không có làm gì a à. Diệp Thu gãi cái ót vẻ mặt vô tội nói thúi lắm Lâm Thanh nhã hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu cắn răng hỏi không làm gì thế quần áo trên người tôi đi đâu cả rồi cái này tối qua a à em bị người ta hạ thuốc cơ thể rất nóng anh chỉ có thể dùng nước lạnh tiến hành hạ nhiệt vật lý cho em nếu không em đã bị nóng thành đồ ngốc rồi nhưng mà anh thề a à, anh chỉ dùng khăn lạnh lau người cho em chứ cái đó ra anh không làm gì cả diệp thu giơ tay phải lên dựng thẳng ba đầu ngón tay nghiêm chỉnh nói tôi không tin bình thường tôi mặc đồ kín đáo hai mắt anh đã hận không thể ăn luôn tôi rồi tối qua thịt đã đến bên miệng anh lại không ăn sao anh tưởng tôi là con ngốc à lâm thanh nhã chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói trong lòng cô đàn ông đều là đồ háo sắc còn Diệp Thu thì càng như thế. Tình hình tối qua, cô không tin Diệp Thu không làm cái gì. Lâm Tổng, mặc dù tối qua đúng là em rất mê người, nhưng dầu gì Diệp Thu anh cũng là chính nhân quân tử, cho nên anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Diệp Thu nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa. Nói như vậy tức là, tôi đã nói oan cho anh. Chính nhân quân tử này. Lâm Thanh nhã cắn răng, lạnh lùng nói. Đương nhiên là oan uổng rồi, hơn nữa còn là oan uổng lớn. Diệp Thu nhanh chóng gật đầu, gương mặt tuổi thân. Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh trầm xuống, chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, anh vẫn không nói thật có đúng không? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nói thật cho tôi. Trong mắt Diệp Thu khẽ đảo, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, anh nói, thôi được, anh nói thật, tối qua anh đã ngủ với em, bây giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi, anh sẽ phụ trách với em anh, anh khốn kiếp, anh ra ngoài cho tôi." Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ mặt, cô đã bị Diệp Thu chọc tức rồi, cô cầm lấy cái gối ném về phía Diệp Thu. Diệp Thu nghiêng lắc người tránh được cái gối, sau đó anh nhìn Lâm Thanh Nhã, nhếch miệng cười nói, "Lâm tổng, thế anh đi trước đây, anh đã làm bữa sáng cho em rồi, em chuẩn bị rồi xuống ăn nha." Nói xong, Diệp Thu nhanh chóng xoay người chuồn ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu rời đi, Lâm Thanh nhã nhíu mày, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh tối qua lúc cô gần hôn mê. Lúc đó ý thức của cô đã sắp mơ hồ, Diệp Thu xuất hiện kéo cô vào trong lòng. Cái ôm đó thật ấm áp và làm cho người yên tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh nhã vội vàng lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ về điều tốt của đồ khốn kia sao? Không được, không được nghĩ nữa, mình phải ghét anh ta, tuyệt đối không thể thích anh ta được. Đợi qua một thời gian nữa, nếu như ba mình không còn phản ứng kịch liệt, mình sẽ ly hôn với anh ta. Đúng, ly hôn, Lâm Thanh Nhã cắn răng, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Nhưng không biết tại sao, trước kia khi mà cô nghĩ tới việc ly hôn, đều rất kiên định. Nhưng hiện tại, trong lòng cô lại có một chút không nỡ và do dự. Xuống tầng 1, Diệp Thu đang định quét dọn tiếp. Thì đúng lúc này, chuông cửa của biệt thự lại vang lên. Điều này làm cho Diệp Thu không khỏi lắc đầu cười, nhanh chóng ra mở cửa. Mở cửa ra, thế mà lại có một chàng trai ngoại quốc đứng ở cửa. Tuổi tác khoảng hơn 30, tóc vàng mắt xanh da trắng, trong số những người ngoại quốc chắc là được tính vào loại khá là đẹp trai. Trên người anh ta mặc một bộ co mồ hàng hiệu may thủ công của Ý, càng tỏ ra rằng anh ta có thân phận không tầm thường. Thấy thế, Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói anh tìm ai. Xin hỏi, Lâm Thanh Nhã nữ sĩ sống ở đây đúng không?" Người đàn ông ngoại quốc vẻ mặt vô cảm, nói một hơi tiếng Trung lưu loát, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. "Đúng là ở đây, anh tìm cô ấy có việc gì?" Diệp Thu gật đầu, nghi hoặc hỏi. "Tôi là Capucci, đồ đệ của Murphylos. một thời gian trước có một anh tên là anh Tiền đã đấu giá bức tranh của thầy tôi với giá 50 vạn, ngoài ra còn đặc biệt dặn dò là muốn tặng đến tận tay cho cô Lâm Thanh Nhã." Capucci giải thích đơn giản một lát, sau đó nhìn Diệp Thu, hỏi, "Xin hỏi hiện tại Lâm nữ sĩ có nhà không?" "Có, cậu đợi một lát, tôi đi gọi cô ấy." Diệp Thu gật đầu, sau đó lên tầng hai nói chuyện này cho Lâm Thanh Nhã. Lúc này, Lâm Thanh cực kỳ phấn khích. Cô rất thích tranh của Murphy Los, mà bức tranh này chính là do hồi trước sau khi Diệp Thu giáo huấn Tiền Đa Quang, Tiền Đa Quang đã bỏ ra một số tiền lớn để mua bức tranh về xin lỗi Lâm Thanh Nhã hôm nay cuối cùng tranh cũng đã về tới nơi, còn được đích thân học trò của Murphy Lopes đưa tới nữa. Điều này làm cho Lâm Thanh Nhã rất kích động, cô nhanh chóng thay quần áo, rồi vội vàng xuống lầu. Capucci đang ngồi trên sofa phòng khách, gương mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đi xuống từ tầng 2, ánh mắt anh ta lập tức đều thẳng. mươi 65, có người muốn gặp em. Nói thật, Capucci ngoài việc là học trò của họa sư Murphy Lopes, bản thân anh ta cũng là một họa sĩ khá nổi tiếng ở châu Âu. Có dạng mỹ nữ nào mà chưa từng gặp. Nhưng vào giờ phút này, chỉ trong một cái nháy mắt này, anh ta đã bị Mỹ nhân phương đông lâm thanh nhã hấp dẫn. Có lẽ đây chính là cảm giác nhất kiến trung tình đi. Capucci cảm thấy trái tim mình không tự chủ được đập rất nhanh. Anh ta quyết định, mình nhất định phải có được người phụ nữ này. Vì thế, Capucci đứng lên khỏi ghế chủ động đi về phía lâm thanh nhã chào cô anh ta đưa tay phải ra, gương mặt tươi cười nói, chắc hẳn cô chính là Lâm Thanh Nhã, Lâm nữ sĩ rồi. Vâng, ngài chính là Capucci, học trò cưng của đại sư Murphy Lost phải không? Lâm Thanh Nhã mỉm cười vươn tay phải ra bắt tay với Capucci. Đúng đúng, Lâm nữ sĩ quả đúng là xinh đẹp, không ngờ ở Giang Châu này lại còn có giai nhân đẹp như Lâm nữ sĩ đây. Hôm nay vừa gặp, quả thực là đã làm tôi mở rộng tầm mắt. Capucci gật đầu, thẳng thắn khen ngợi, còn bàn tay của anh ta cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Lâm Thanh Nhã, không nỡ buông. thấy thế, Diệp Thu đứng bên cạnh trầm mặt. Mẹ nó, thằng tây con này rõ ràng là có ý với bà xã mình a. À? không được, phải đề phòng cẩn thận mới được. anh Capucci cúa khen. Lâm Thanh Nhã mỉm cười, dùng sức lắm mới rút tay về được. thấy vậy, Capucci vội vàng áy náy nói, thật ngại quá, Lâm nữ sĩ tôi lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như cô nên hơi không kìm lòng được. Không sao. Lâm Thanh nhã cười nhẹ lắc đầu, sau đó nhìn Capucci, vẻ mặt mong chờ hỏi, không biết, có thể cho tôi xem tranh của đại sư Murphy Lốt không? Tất nhiên là được, bức tranh này vốn dĩ thuộc về cô mà, xin cô đợi một lát. Capucci vội vàng gật đầu, sau đó đi về phía cửa biệt thự. Ước chừng khoảng một phút sau, Capucci đã quay lại, còn trong ngực thì anh ta đang ôm một bức tranh sơn dầu. Nội dung trên bức tranh đại ý là phong cảnh của một làng quê nhỏ ở vùng ngoại ô phương Tây lúc nắng chiều. Mặc dù chọn cảnh đơn giản, nhưng chi tiết trong tranh cực kỳ tinh tế, quan niệm nghệ thuật khá cao, quả đúng là nét vẽ của đại sư. Lâm Thanh nhã vội vàng đi lên, nhận lấy bức tranh sơn dầu, trong mắt tràn ngập yêu thích, thế mà lại là tranh nắng chiều của đại sư Murphy Phong cách vẽ nắng chiều của ông ấy độc nhất vô nhị ở châu Âu. Gần như là không có bất kỳ ai có thể vượt qua ông ấy a. À. Ồ, xem ra Lâm nữ sĩ khá là yêu thích tranh của sư phụ tôi nhỉ. Trong mắt Capochi khẽ chuyển, mỉm cười hỏi. Tất nhiên rồi, họa sĩ mà tôi yêu thích nhất chính là đại sư murphilos Lâm Thanh Nhã gật đầu, vẻ mặt kích động nói. Thấy vậy, ánh mắt Capuca chợt lẽ, tự tin thu phục được Lâm Thanh Nhã không khỏi tăng thêm mấy phần vì thế anh ta nhìn thẳng vào Lâm Thanh Nhã và nói: "Thế thì không biết, tối nay liệu tôi có thể mời Lâm nữ sĩ cùng đi ăn tối không?" Đến lúc đấy, tôi có thể chia sẻ một số chuyện thú vị thường ngày của sư phụ tôi lúc sáng tác, tôi rất hiểu ông thầy của tôi đấy. "Thật sao? Tất nhiên là được a." À. Lâm Thanh Nhã hiện ra vẻ mặt sùng bái, đồng ý luôn. Capucci thì rất kích động. "Nói thật, kỳ thực lúc anh ta chọn đi tới buổi sáng thì không có ý định đi ăn tối với Lâm Thanh Nhã." nhưng sau khi gặp Lâm Thanh Nhã, anh ta đã thay đổi chủ ý. Anh ta đã say mê người phụ nữ này, cho nên bất kể thế nào anh ta cũng muốn có được Lâm Thanh Nhã. Vậy thì chúng ta trao đổi số điện thoại, tối nay gặp được không? Capucci còn giả bộ bày ra vẻ mặt thân sĩ, mỉm cười nói. Được, tối nay gặp. Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó trao đổi số điện thoại với Capucci, tiến Capucci rời đi. Đợi sau khi Capucci đi rồi thật sự là diệp thu không nhịn được nữa vừa quét nhà vừa đi đến bên cạnh lâm thanh nói lâm tổng anh thấy người này không giống chính nhân quân tử bữa cơm tối nay hay là anh đi cùng em nhé lâm thanh nhã nghe thấy vậy đôi mi thanh tú nhíu lại vốn là cô không muốn đưa diệp thu đi cùng nhưng xảy ra chuyện tối hôm qua ít nhiều cũng lưu lại bóng mờ trong lòng lâm thanh nhã vì thế lâm thanh nhã nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý cũng được nhưng đến lúc đó anh không được nói linh tinh, càng không được nói leo, làm việc phải theo ánh mắt của tôi. Còn nữa, tôn trọng anh Capucci một tí, anh ta là học trò của đại sư Murphy Lốt đấy. Bà xã cứ yên tâm. Diệp Thu vỗ ngực đảm bảo. Còn trong lòng thì anh lại cười lạnh. Tôn trọng ư. Đừng nói là Capucci. Cho dù có đổi thành Murphy Lốt tới. Cũng phải lập tức quỳ xuống dập đầu gọi thầy với mình. Để mình tôn trọng Capucci ư anh ta xứng sao? Dám câu dẫn bà xã mình, không đánh chết anh ta là tốt lắm rồi đấy biết không hả? Đến lúc đấy rồi tính tiếp, nếu như thằng cha này không gây chuyện thì dễ nói thôi. Còn nếu không thì đừng trách mình vô tình, những cái khác có thể nhẫn, có thể nhượng bộ, nhưng chuyện về Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, dùng một câu danh ngôn để nói thì đó chính là kẻ phạm tới bà xã của tôi, xa mấy cũng diệt. Sau khi ăn sáng xong, lâm thanh nhã và diệp thu đi tới công ty đương nhiên lâm thanh nhã còn chưa muốn để người của lâm thị biết diệp thu chính là chồng mình cho nên diệp thu chỉ có thể chen chúc trên xe công cộng may mắn là quãng đường không quá xa đến công ty bộ phận kinh doanh hôm nay hà tình tình không đi làm chắc là tối qua mẹ khỏi bệnh hôm nay ra viện sẽ có nhiều việc phải làm cho nên đã xin nghỉ rồi đối với chuyện này diệp thu cũng không thấy kỳ lạ anh ngồi trước máy tính của mình bắt đầu tìm hiểu công việc của mình dù sao thì đây là lần đầu tiên anh làm nhân viên kinh doanh vẫn phải cẩn thận học một chút nếu không làm không tốt cuối tháng bị đuổi việc thế thì mất mặt lắm thoáng cái đã tới buổi trưa diệp thu duỗi cái lưng đang chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm thì đúng lúc này một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đeo mắt kính màu đen đi vào bộ phận kinh doanh Trước tiên anh ta đảo mắt nhìn qua một lượt bộ phận kinh doanh, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng ở chỗ Diệp Thu. Sau đó, anh ta đi thẳng tới chỗ Diệp Thu. Anh chính là Diệp Thu à? Nam đeo kính nhìn Diệp Thu, hỏi. Cậu biết tôi? Diệp Thu hơi lặng người, nghi hoặc nói. Có người muốn gặp anh, đi với tôi một chuyến đi. Nam đeo kính lạnh lùng nói. Ai vậy? Diệp Thu nhíu mày. Đừng hỏi nhiều như vậy, người đó đang ở nhà vệ sinh nam tầng 3 anh đi cùng tôi là biết thôi mà nam đeo kính trợn trắng mắt nhìn diệp thu không kiên nhẫn nói được cậu dẫn đường đi diệp thu híp híp mắt ngược lại cũng không có từ chối vừa khéo là anh đang muốn đi vệ sinh tiện đường nhìn xem cũng không ảnh hưởng gì anh còn muốn xem xem rốt cuộc là ai muốn gặp mình nam đeo kính thấy diệp thu đồng ý cũng không nói nhiều nữa trực tiếp xoay người đi trước dẫn đường Audio điện tử võ tấn bền chương 66 thì ra là cậu Trong nhà vệ sinh tầng 3 của công ty Cửa nhà vệ sinh khép hờ Ở cửa còn để một cái biển cảnh báo Đang tu sửa tạm dừng sử dụng Mà trong nhà vệ sinh nam Giờ phút này lại có 6 thân ảnh đứng ở đó Trong đó đứng đầu là một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ Nếu Diệp Thu mà ở đây Nhất định anh sẽ nhận ra Bởi vì người đàn ông này chính là người bảo vệ mà sáng hôm qua khi anh lần đầu đến công ty đã chặn anh lại nhưng lại bị anh xoay vòng. Người đó tên là Thu Khải Toàn, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Lâm Thị. Nhưng bởi vì cậu của cậu ta là giám đốc bộ phận nhân sự của tập đoàn Lâm Thị, cho nên ở trong công ty có thể nói cậu ta là làm mưa làm gió, ngay cả một vài giám đốc bộ phận cũng phải nể cậu ta vài phần. Còn năm người còn lại thì đều là những tên côn đồ nhuộm tóc lè loẹt Miệng thì ngậm thuốc lá, căn bản không giống nhân viên làm việc trong tập đoàn Lâm thị. Thu Khải Toàn liếc mắt nhìn năm tên côn đồ một cái, cười lạnh hỏi, "Đến hết rồi đúng không?" "Đồ tôi cần đâu? Đã chuẩn bị xong rồi ạ, à, bây giờ em sẽ đi lấy tới cho anh." Một tên côn đồ trong số đó nhếch miệng cười nói, "Tiếp theo cậu ta vội vàng xoay người đi vào một gian vệ sinh trong đó. Chẳng mấy chốc Cậu ta đã xách một chiếc thùng nhựa màu xanh ra, đi tới trước mặt Thu Khải Toàn. Mấy tên côn đồ còn lại thấy vậy, gương mặt nhoáng cái đầy vẻ ghét bỏ, một đám bịt mũi lại, vô thức bước lùi ra sau. Bởi vì đồ trong cái thùng nhựa kia rất bẩn thỉu. Nói trắng ra, chính là cứt và nước đái trộn vào, để cùng một chỗ thì thối lên đến tận trời. Thu Khải Toàn thì ngược lại, như kiểu đã quen với cái này vậy. Cậu ta hung hăng liếc mấy tên côn đồ lùi về sau kia một cái bất mãn hỏi tránh cái gì mà tránh tôi đâu có bắt các cậu ăn còn lùi thêm bước nữa thì tôi sẽ cho các cậu nếm thử mùi vị này trước đấy vừa nghe thấy lời này của thu khải toàn mấy tên côn đồ kia đều sợ chết khiếp vội vàng cười mỉa đi về chỗ anh thu anh kể chuyện thằng nhóc mà hôm nay anh giáo huấn đi rốt cuộc cậu ta đã đắc tội anh thế nào vậy anh làm thế này cũng ác quá đi một tên côn đồ trong đó chỉ chỉ thùng cứt đái hơi kiêng rẻ hỏi Cậu ta không có đắc tội tôi, tất cả đều là ý của cậu tôi, dù sao thì lát nữa các cậu đừng hạ thủ lưu tình là được. Hôm nay nhất định phải khiến cho cậu ta bỏ ra ngoài, sau khi xong việc, cậu của tôi sẽ thưởng thật xứng đáng." Thu Khải toàn cười lạnh nói. "Ha ha, anh Thu, anh yên tâm đi, chúng em chắc chắn sẽ đánh cậu ta ra cứt, đoán chừng sau ngày hôm nay, về sau mỗi lần thằng nhóc đó đi vào nhà vệ sinh đều sẽ có bóng ma tâm lý." Một tên côn đồ khác nhếch miệng cười nói. Cái tôi muốn chính là hiệu quả này. Tóm lại không cần khách khí, chừng trị thật mạnh là xong việc. Thu Khải Toàn khẽ nhếch ra một nụ cười dữ tợn, hung ác nói. Chấm chấm chấm, đi theo nam đeo kính dẫn đường. Diệp Thu đi cùng cậu ta đến trước cửa nhà vệ sinh nam tầng 3. Này, người đó ở bên trong, anh vào đi. Nam đeo kính chỉ vào cánh cửa đang khép hờ của nhà vệ sinh, rồi nói. Ồ, cậu không vào với tôi sao? diệp thu híp híp mắt vẻ mặt suy nghĩ hỏi tôi chỉ phụ trách dẫn đường anh tự vào đi nam đeo kính lạnh lùng nói nghe vậy diệp thu cười nhẹ không để ý đến nam đeo kính nữa anh trực tiếp xoay người đi vào trong nhà vệ sinh nam đeo kính thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh cậu ta biết lát nữa chắc chắn diệp thu sẽ gặp xui xẻo đẩy cửa ra đi vào nhà vệ sinh diệp thu liền chú ý thấy đám người thu khải toàn cùng lúc đó thu khải toàn cũng đã chú ý thấy diệp thu trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau thì ra là anh sau đó hai người đều ngẩn ra đồng thanh nói rõ ràng diệp thu không ngờ là người muốn gặp mình sẽ là bảo vệ gác cửa ngày hôm qua thu khải toàn cũng bất ngờ diệp thu mà cậu bảo mình dạy dỗ lại chính là người đùa bỡn mình hôm qua trong lúc nhất thời vẻ mặt thu khải toàn cũng rất hưng phấn cười lạnh nói tốt lắm Đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy, bắt được lại không mất tí sức nào. Tôi còn đang sầu muộn không biết đi đâu tìm cậu, không ngờ cậu chính là Diệp Thu. Xem ra hôm nay tôi không tiếp đái cậu tốt một tí thì thật đúng là có lỗi với duyên phận giữa chúng ta. Ồ, anh muốn thế nào? Diệp Thu híp híp mắt, thản nhiên hỏi. Thế nào? Ha ha, Thu Khải Toàn và năm tên côn đồ sau lưng đều cười khẩy, nhìn Diệp Thu như nhìn người chết vậy tiếp sau đó chỉ thấy sắc mặt thu khải toàn chợt trầm xuống phất tay với năm tên côn đồ sau lưng ra lệnh đi phá hỏng cửa cho tôi tuyệt đối không được để cho anh ta chạy mất nghe thấy thu khải toàn nói như vậy hai tên côn đồ lập tức xông về phía buồng vệ sinh sau lưng diệp thu sau đó đứng ở đấy chặn đường lui của diệp thu diệp thu đừng trách anh đây tàn nhẫn muốn trách thì phải trách cậu đã đắc tội phải người mà cậu không nên đắc tội thu khải toàn nhìn diệp thu cười hèn mọn sau đó anh ta xách cái thùng nhựa đựng đầy cứt và nước đái lên, đi tới trước mặt Diệp Thu, rất là kiêu ngạo nói, nếu như cậu muốn chịu ít nỗi đau da thịt, vậy thì tôi khuyên cậu tốt nhất là ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đừng cử động, chỉ cần cậu ngoan ngoãn để tôi đổ thùng cứt đái này lên đầu cậu, có lẽ hôm nay cậu có thể không cần vào bệnh viện nằm một chuyến. Diệp Thu liếc mắt nhìn thùng nhựa trong tay Thu Khải Toàn, híp híp mắt, bình tĩnh hỏi, nếu mà tôi từ chối thì sao? Từ chối hả? Vậy thì chính là chết chẳng nhẽ cậu nghĩ hôm nay cậu đã đến đây rồi còn có thể đi ra toàn vẹn sao đừng hòng cậu dám lộn xộn một tí thì cậu chết chắc thu khải toàn khinh thường trợn mắt nhìn diệp thu một cái sau đó nhìn về phía năm tên côn đồ trực tiếp ra lệnh các cậu mở to mắt ra mà nhìn cho tôi nếu cậu ta dám nhúc nhích một cái thì đánh cho tôi đánh đến khi vào viện thì thôi vâng năm tên côn đồ gật đầu sau đó đều nhìn về phía diệp thu với ánh mắt hầm hè diệp thu tiếp sai chính là để tôi tắm cho cậu rồi. Thu Khải Toàn nhìn Diệp Thu cười xấu xa, sau đó hai tay giơ thùng nhựa qua đỉnh đầu, đang chuẩn bị úp xuống đầu Diệp Thu. Thấy thế, trong mắt Diệp Thu lóe lên một tia sắc bén. Anh là vua của thế giới ngầm, sao có thể đứng yên cho người ta đổ thứ đổ dơ bẩn lên đầu mình chứ? Vì thế, không cần Thu Khải Toàn bắt đầu ra tay. Diệp Thu hành động trước một bước, nhấc chân lên, lấy tốc độ cực nhanh hung hăng dẫm lên chân trái của thu khải toàn ngao chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm vì bị đau vang lên vẻ mặt đau đớn của thu khải toàn đều trở nên vặn vẹo hai tay buông thóng theo bản năng muốn bảo vệ chân trái của mình thế nhưng đừng quên là lúc này hai tay anh ta còn đang giơ thùng cướp đái đó tay anh ta vừa thả ra một cái thùng nước cướp đái đó lập tức bị đổ chiếc thùng nhựa ngược lại úp lên đầu anh ta Diệp Thu nhanh chóng thu chân về, lùi về sau cách xa thu khải toàn một khoảng cách nhất định. Chỉ trong chất mắt, đồ cướp đái đó đã đổ hết lên người thu khải toàn. Tắm cho thu khải toàn một trận sạch sẽ, nhất thời làm cho thu khải toàn như nhảy vào trong hố phân vậy, toàn thân tỏa, mùi hương, ra bốn phía. Nếu bây giờ anh ta mà đi ra ngoài, đoán chừng tất cả chó quanh đây đều sẽ bị anh ta hấp dẫn. chương 67, đang đóng phim à? Nhất thời. Thu Khải Toàn ngây ngẩn cả người, đội thùng nhựa trên đầu đứng yên tại chỗ khoảng 5 giây, sau đó tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp nhà vệ sinh nam. À, anh Thu! Mấy tên côn đồ lập tức biến sắc, tiếp sau đó bọn họ nhanh chóng đi qua, cố nhịn mùi thối trên người Thu Khải Toàn, lấy thùng nhựa trên người Thu Khải Toàn xuống. Mà vào giờ phút này, Thu Khải Toàn đội thùng nhựa bị hun thối đến nỗi sắp ngạt cả thở. Anh ta nhanh chóng hít sâu từng ngụm từng ngụm một lúc, lúc này mới coi như khá hơn một chút nén nhịn nôn mửa, anh ta quệt cướp đái trên mặt đi. Thu Khải Toàn chừng mắt phẫn nộ xông tới chỗ Diệp Thu, cắn răng, hai mắt sắp phun lửa tới nơi rồi. Anh ta cầm phẫn hét lên, Diệp Thu, tôi thể nếu hôm nay tôi mà không giết cậu, Thu Khải Toàn tôi không làm người. Xuất lời, Thu Khải Toàn nắm nắm đấm, nhắc chân tính lao vào chỗ Diệp Thu, định liều mạng với Diệp Thu. Thế nhưng lúc này trên mặt sàn dưới chân anh ta không là cứt thì là núi tiểu, quả thực là trơn như dầu bôi trơn vậy miễn bàn trơn thế nào vì thế anh ta vừa mới nhấc chân lên thì lòng bàn chân lập tức trượt một cái cả người mất trọng tâm chỉ nghe thấy oạch một tiếng cả người thu khải toàn ngã vào trong chỗ cứt đái dưới sàn khuôn mặt lại tiếp xúc thân mật với nói thật diệp thu không nỡ xem tiếp đến cả anh cũng bắt đầu hơi đồng cảm với cái tên xui xẻo này rồi của thực là quá thảm a à, nhất thời Thu Khải Toàn sắp điên rồi. Rõ ràng là anh ta muốn dạy dỗ Diệp Thu, nhưng giờ thì sao? Anh ta lại như rơi vào hố phân, trên người, trên mặt tất cả đều là những thứ dơ bẩn, khỏi nói chật vật cỡ nào. Từ lúc anh ta vào tập đoàn Lâm thì tới giờ, chưa bao giờ ăn phải quả đắng thế này. Mà tất cả mọi chuyện đều vì Diệp Thu mà ra. Tất cả là Diệp Thu hại, nếu như không bắt Diệp Thu trả giá đắt, vậy thì sau này Thu Khải Toàn anh còn mặt mũi đâu lăn lộn ở Lâm thị nữa chứ? Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Thu Khải toàn tái mét, đôi mắt kia như sắp phun ra lửa. Thu, anh Thu, anh không sao chứ? Mấy tên côn đồ lo lắng nhìn Thu Khải Toàn, sau đó muốn tiến lên đỡ Thu Khải Toàn dậy. Các cậu không phải lo cho tôi. Thu Khải Toàn chừng mắt nhìn mất tên côn đồ, sau đó chỉ tay vào Diệp Thu, cắn răng hung ác nói, lên. Tất cả lên hết cho tôi, đánh chết cậu ta cho tôi hôm nay nếu như cậu ta bình an vô sự rời khỏi đây thì con mẹ nó các cậu cũng đi ăn cứt hết cho tôi nghe thu khải toàn nói thế năm tên côn đồ đều nhìn sang diệp thu trong mắt xoẹt qua một vệt hàn quang diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt nghiền ngẫm nói tôi khuyên các cậu tốt nhất là đừng có mà đánh lung tung nếu không kết cục của các cậu sẽ không tốt hơn anh ta là mấy đâu dọa bọn này hả phét lác cái gì năm người chúng tôi đánh một mình anh chẳng nhẽ còn bị anh đánh nằm dạp chắc. Thế thà chúng tôi đi ăn cứt còn hơn." Một tên côn đồ trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói. "Đừng phí lời với thằng này nữa, cùng lên đi, báo thù cho anh Thu." "Tiến." Nhất thời, năm tên côn đồ đều xông vào chỗ Diệp Thu. Thấy vậy, Diệp Thu cũng hết cách. "Cần gì chứ? Cái này cần gì phải thế chứ? Không nên ép mình ra tay. Một khi đã vậy, thì đừng trách mình không khách khí. Đúng lúc này, một tên côn đồ trong đó tiên phong lao tới trước mặt Diệp Thu, vùng nắm đấm đấm về phía ngực của Diệp Thu. Một quyền này, cậu ta đã dùng hết tất sức lực. Hơn nữa bởi vì thường xuyên đánh nhau, thân thủ của cậu ta rất nhanh nhẹn, người bình thường căn bản là không tránh được. Nhưng, cái đó chỉ áp dụng đối với người bình thường thôi. Giờ phút này người mà anh ta đối mặt lại là Diệp Thu diệp thu căn bản là không tốn nhiều chiêu lắm anh nâng chân lên đá vào bụng tên côn đồ tên côn đồ này còn chưa phản ứng kịp là có chuyện gì phanh chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên cả người cậu ta lập tức bay ra ngoài tiếp sau đó hai tên côn đồ phía sau cũng ngã xuống đất trong khoảng thời gian ngắn ba người đều không đứng dậy nổi tiếng kêu rên một mảnh chỉ mới một cước ba người ngã xuống đất tình cảnh này làm cho hai tên côn đồ còn lại và thu khải toàn nhìn mà choáng váng đang đóng phim à thể loại võ hiệp khoa học viễn tưởng hả à? như này không khỏi mạnh quá đấy phải biết là ba tên côn đồ kia dù gì cũng từng qua đánh mấy chục trận đánh lớn nhỏ thế mà ở trước mặt diệp thu còn chẳng đánh nổi một chiêu thật là đáng sợ thực sự là quá đáng sợ diệp thu liếc mắt nhìn hai tên côn đồ còn lại anh khẽ nhếch miệng cười nhạt hỏi hai cậu còn muốn lên nữa không bùm bùm hai tên côn đồ kia lập tức quỳ xuống đầu lắc như chống bỏ không đánh nữa nói gì cũng không đánh nữa đại ca tha mạng a diệp thu bật cười không để ý hai tên côn đồ này mà quay đầu nhìn về phía thu khải toàn cảm nhận được ánh mắt của diệp thu thu khải toàn không kìm được run lên không còn kiêu ngạo như trước đó nữa miệng hùm gan sứa nói cậu cậu muốn làm gì tôi cảnh cáo cậu cậu tôi là giám đốc bộ phận nhân sự nếu cậu mà dám động vào tôi tôi lập tức bảo ông ấy đuổi việc cậu. Ồ, thế sao? Diệp Thu nghiền ngấm cười, sau đó khuôn mặt anh thoáng cái lạnh xuống, lạnh giọng nói, nói đi, rốt cuộc là ai phái anh tới. Thu Khải toàn sửng sốt, sắc mặt cứ chuyển rồi chuyển, chột dạ nói, hôm qua cậu đùa bỡn tôi, cho nên tôi muốn giáo huấn cậu, không liên quan đến người khác. Thật sao? Diệp Thu hít mắt, vẻ mặt chế nhạo nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi cẩn thận suy nghĩ lại, thì trước đó hai chúng ta mặt đối mặt, rõ ràng anh còn chưa biết người mà anh phải đối phó là tôi, nếu không thì vừa nãy anh cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy. Rõ ràng là có người sai khiến anh, nói đi, người đó là ai? Tôi, tôi không hiểu cậu đang nói gì, ai gì chứ? Chính tôi muốn giáo huấn cậu. Mặt Thu Khải toàn biến sắc, rõ ràng là hơi hoảng hốt, thế mà vẫn cứng miệng. Xem ra anh cứ thích giả vờ hồ đồ a. Trong mắt Diệp Thu lóe ra một tia hàn quang đi lên dẫm vào bắp chân của Thu Khải Toàn. Giang rác, tiếng xương cốt nứt ra vang lên trong trẻo. Sắc mặt Thu Khải Toàn vặn vẹo, tiếp sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Nói hay không nói, lực đạo dưới chân Diệp Thu càng ngày càng lớn. Nói, tôi nói, thật sự là Thu Khải Toàn không chịu nổi nỗi đau đớn này, vội vàng nói thật. Thấy thế, Diệp Thu mới bỏ chân mình ra, lạnh lùng nói, tốt nhất là anh nói hết những điều mà anh biết ra, nếu không tôi mà dẫm chân lên lần nữa thì cái chân này của anh có lẽ phải cắt đi đấy. Thu Khải toàn sợ đến nỗi mặt tái nhợt, vội vàng nói, là cậu của tôi, là cậu của tôi bảo tôi giáo huấn cậu, còn nói tốt nhất là có thể đổ cướp đái lên người cậu, để cậu tẩm một trận. Vì thế tôi mới làm theo. Cậu của anh, chính là người mà lúc nãy anh nói là giám đốc bộ phận nhân sự hả? Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói, Chương 68, chủ mưu phía sau. Đúng thế, chính là ông ấy. Ông ấy bỗng nhiên nói với tôi, còn bảo nếu tôi làm tốt chuyện này, ông ấy sẽ cất nhắc tôi lên làm quản lý bộ phận bảo an, cho nên tôi liền gọi theo mấy anh em bên ngoài vào, nào ngờ cậu lại mạnh như vậy. Sớm biết thế này thì nói gì tôi cũng không đồng ý. Thu Khải toàn vội vàng gật đầu, nói với vẻ mặt hối hận. Cái này hơi kỳ lạ đấy. Diệp Thu nhíu mày, trong mắt xoẹt qua một tia nghi hoặc bởi vì anh vừa đến công ty được một ngày nếu nói là gây thù chuốc oán thì chỉ có với mỗi một giám đốc bộ phận kinh doanh lý soái thôi còn cái người gọi là giám đốc bộ phận nhân sự kia đến mặt anh còn còn chưa gặp vì sao ông ta muốn phái người xử lý mình nhỉ chẳng nhẽ sau lưng còn có một người khác nữa nghĩ tới đây diệp thu cũng không hỏi tiếp nữa bởi vì anh biết thu khải toàn không biết nhiều muốn biết chân tướng trừ phi là đi hỏi cậu của anh ta vì thế, Diệp Thu dứt khoát không tốn thời gian ở lại đây nữa, đi vào một phòng đi tè rồi chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua mấy tên côn đồ đó, Diệp Thu nhấc chân, cọ đế giày của mình lên người một tên côn đồ trong số đó. Dù sao thì vừa nãy anh đã dẫm lên Thu Khải Toàn, mà trên người Thu Khải Toàn toàn là cứt. Vì vậy đế giày anh cũng dính vào một ít. Cọ một cái, là sạch đế giày. Chấm 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 chấm, đi ra khỏi nhà vệ sinh diệp thu đi tới căng tin ăn cơm sau đó trở về bộ phận kinh doanh đến quá trưa diệp thu ngồi trước bàn làm việc làm quen với việc làm thế nào để làm một nhân viên kinh doanh tốt trong thời gian này lý soái có đi qua bàn làm việc của anh một lần lúc anh ta nhìn diệp thu có lóe ra một tia sắc bén sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt thấy vậy khóe miệng diệp thu khẽ nhếch anh biết cái kẻ này chắc là lại bị nghẹn cái gì trong bụng rồi nhưng diệp thu cũng chẳng quan tâm so với lý soái thể hiện ra mặt thì giám đốc bộ phận nhân sự ngấm ngầm sau lưng kia mới cần phải chú ý dù sao thì ông ta trốn trong tối sau lưng rất có thể có người sai khiến giống như hôm nay vậy thình lình tới một trận cái đấy mới khó đề phòng cho nên cẩn thận một chút là tốt nhất đến lúc tan làm chiều lâm thanh nhã gửi cho diệp thu một tin nhắn bảo diệp thu đợi ở bãi đỗ xe ngầm Nói là Capucci đã chọn xong địa điểm quán ăn, bảo là bây giờ qua luôn. Thấy vậy, Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười. Thằng nhóc này đúng là nóng vội a, à, nhưng mong là tối nay cậu ta không làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không đừng trách mình vô tình. Sau đó, Diệp Thu làm theo dặn dò của Lâm Thanh Nhã, đi tới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Lâm thị. Cách còn xa, Diệp Thu đã nhìn thấy chiếc Ferrari đỏ của Lâm Thanh Nhã. Thấy xung quanh không có người, Diệp Thu đi lên trước, ngồi vào xe. Anh định mặc như này hả? Bộ co mồ mà tôi mua cho anh đâu? Sau khi lên xe, Lâm Thanh nhã liếc Diệp Thu một cái, thấy Diệp Thu vẫn mặc bộ đồ thể thao như lúc trước thì nhíu mày. Bộ co mồ kia không thoải mái, anh thích mặc như này hơn. Diệp Thu nhếch miệng cười, nói. Tùy anh, Lâm Thanh nhã không nói thêm gì, trực tiếp lái xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Trên đường, hai người đều không có tán gẫu gì cả. Lúc sắp đến nơi, Diệp Thu nhớ tới chuyện giám đốc bộ phận nhân sự phái người ra tay với mình. Có lẽ, trước tiên có thể thông qua Lâm Thanh Nhã tìm hiểu một chút về giám đốc bộ phận nhân sự này. Sau đó từ từ tìm manh mối. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhìn sang Lâm Thanh Nhã, hỏi, phải rồi Lâm Tổng, giám đốc bộ phận nhân sự của công ty chúng ta là ai vậy? Châu Thiệu Phong, Lâm Thanh Nhã thản nhiên trả lời. Nói xong, cô liếc mắt nhìn diệp thu một cái nghi hoặc nói anh hỏi ông ta làm gì tò mò nên muốn hỏi một chút diệp thu mỉm cười nói tốt nhất là anh cách xa ông ta ra lâm thanh nhã lạnh lùng nói hả vì sao diệp thu nghi hoặc nói ông ta là người của lâm vĩ lâm thanh nhã lạnh lùng nói diệp thu ngẩn người không khỏi hồi tưởng lại lời của thu khải toàn trước đấy ngay sau đó trong lòng anh đã có đáp án nếu anh đoán không nhầm, thì chủ mưu đứng đằng sau sự việc ngày hôm nay chính là Lâm Vĩ. Xem ra chuyện lần trước ở nhà họ Lâm đã khiến ông ta ghi hận trong lòng, cho nên mới quyết tâm trả thù mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thu hít mắt, sau đó khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn ngẫm. Anh cười gì? Lâm Thanh nhã liếc mắt nhìn Diệp Thu, buồn bực nói. Không có gì. Diệp Thu vội vàng lắc đầu, rồi hỏi tiếp châu thiệu phong kia chắc là có quyền khá lớn ở công ty nhỉ ừ ông ta luôn là cái gai trong lòng tôi rất nhiều lần làm trái lệnh tôi gây cho tôi rất nhiều phiền phức lâm thanh nhã gật đầu khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nói tại sao em không đuổi việc ông ta diệp thu nghi hoặc đuổi việc ư ông ta là nguyên lão của công ty trong tay nắm số cổ phần lớn của công ty hơn nữa sau lưng còn có một nhà lâm vĩ nâng đỡ tôi đuổi ông ta thế nào được hơn nữa muốn đuổi ông ta đi phải thông qua hội đồng quản trị bỏ phiếu quyết định nhưng hơn nửa số thành viên trong hội đồng quản trị theo phe của lâm vĩ trong mắt lâm thanh nhã lóe ra một tia sắc bén lạnh lùng nói vì sao lại vậy hiện tại rõ ràng em là người chấp trưởng công ty người thu lợi về cho công ty cũng là em a à. vẻ mặt diệp thu khó hiểu nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại nếu mày hỏi chẳng nhẽ bởi vì em là con gái ừ khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã lạnh như băng gật đầu, lạnh lùng nói, bọn họ nghĩ rằng, nhà họ Lâm sớm muôn gì cũng sẽ chuyển vào tay đứa cháu đích tôn Lâm Vĩ, cho dù tôi có làm tốt đi chẳng nữa thì cũng chỉ là mở đường cho Lâm Vĩ mà thôi. Cho nên cơ bản bọn họ đều thân thiết với Lâm Vĩ, sớm nịnh bỡ Lâm Vĩ, Triệu Thiệu Phong chính là đại biểu trong số đó. Kẻ này đúng là nịnh hót nhỉ. Diệp Thu nhíu mày. Cho nên, tình hình của tập đoàn Lâm Thị và cả nhà họ Lâm phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Sau này anh mà tránh được thì tránh xa ra một chút, tôi đã hãm sâu vào trong đó, không thể thoát khỏi. Có lúc tôi thật sự muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, như thế chắc là tôi có thể hạnh phúc hơn nhiều nhỉ. Hai. Lâm Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ mệt mỏi và bất lực. Thấy vậy, trong mắt Diệp Thu hiện lên một nét đau lòng. Anh có thể nhìn ra, những năm này Lâm Thanh Nhã đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Tuổi còn trẻ, Đôi vai mềm không những phải gánh vác trọng trách của công ty, còn phải hụt hạc đấu đá với những lão cáo giả trong công ty. Cô ấy đã nhận quá nhiều áp lực mà cái tuổi này không nên nhận. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp thu xoẹt qua một tia kiên quyết. Trước kia coi như bỏ đi, nếu bây giờ mình đã tới rồi. Vậy thì phải nghĩ cách chia sẻ áp lực, bài yêu giải nan cho bà xã. Nếu như có người muốn tìm bà xã mình gây sự, mình sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Châu Thiệu Phong đúng không? Nếu ông là đại biểu, vậy thì bắt đầu khai đao từ ông đi. chương 69, sao cô lại dẫn theo người hầu tới? Nhà hàng kiểu Pháp, Rotina, là một nhà hàng phong cách Pháp hot nhất trong mấy năm gần đây, khá nổi tiếng ở thành phố Giang Châu. Bất luận là trang trí hay nhân viên phục vụ, cũng đều nồng đậm phong tình Pháp. Có thể nói là nguyên nước nguyên vị, vô cùng chính tông. Cũng chính vì thế, giá cả ở đây không phải là đắt bình thường, nên có thể ra vào chỗ này đều là nhân sĩ trong xã hội thượng lưu. Người bình thường không chi nổi ở đây. Mà Capucci chọn chỗ này làm địa điểm, ngoài việc muốn cho Lâm Thanh Nhã nhìn thấy thực lực kinh tế của mình ra, cũng là muốn mượn phong tình lãng mạn Pháp ở đây xây dựng một bầu không khí lãng mạn tốt đẹp cho tối nay. Dẫu sao Pháp cũng là quốc gia biết chơi lãng mạn nhất. Mà nhà hàng Pháp cũng không ngoại lệ. Sau khi xuống xe, Diệp Thu nhìn cánh cửa lộng lẫy khí phái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái thằng Capuchi này, ăn một bữa cơm tối thôi mà cũng phải bày trận lớn thế này. Đúng chuẩn không biết khiêm tốn tí nào. May mà tối nay mình cũng tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngay sau đó, Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã đang chuẩn bị đi vào trong nhà hàng. Thế nhưng, đúng lúc này, một nhân viên nam phụ trách đón khách lại giơ tay chặn Diệp Thu, nói với vẻ mặt áy náy, chào anh, chỗ chúng tôi là nhà hàng cao cấp, đến đây dùng bữa phải mặc chính trang. Như nào thì được coi là chính trang? Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói. Cái này, ít nhất là đeo cà vạt. Nhân viên phục vụ nam suy nghĩ một lúc, rồi nói. Cà vạt à, cậu đợi một tẹo. Diệp Thu cười cười, sau đó nhanh chóng rút ra một cái cà vạt từ trong túi áo ra, đeo lên cổ mình. Quần áo thể thao thoải mái phối với một chiếc cà vạt. Kết hợp như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Thu là làm ra được thôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhã và nhân viên nam đều trợn tròn mắt. Xin hỏi, bây giờ còn có vấn đề gì nữa không? Diệp Thu nhìn nhân viên phục vụ nam, mỉm cười hỏi. Cái này, nhất thời, nhân viên phục vụ nam cũng không biết nói sao mới được. Vậy tức là không còn vấn đề gì. Diệp Thu nhếch miệng cười, quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã nói, Lâm Tổng, chúng ta đi thôi. Sau đó, hai người đi thẳng vào trong nhà hàng nhìn theo bóng lưng của diệp thu nhân viên phục vụ nam nghẹn cả nửa ngày mặt đỏ cả lên cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu đúng đúng là kẻ nhà quê đi vào nhà hàng một không gian rộng rãi xa hoa hiện ra trước mặt hai người đèn trần bằng thủy tinh hoa lệ tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu xuống chiếc thảm ba tư màu đỏ dưới chân mọi người trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm không biết tên lại kết hợp với âm nhạc tao nhã yên bình không khỏi làm cho người ta vui vẻ thoải mái bất giác dung hòa hợp bầu không khí này không thể không nói môi trường chỗ này khá tốt yêu nhã mà lại cao quý xa hoa mà lãng mạn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn phong tình của nước pháp nhưng mà trong không gian như thế này mặc quần áo thể thao còn đeo cà vạt như diệp thu trông hơi khác biệt ở chỗ này lâm thanh nhã liếc nhìn diệp thu một cái không khỏi lắc đầu cười anh bỏ cà vạt xuống đi Lát nữa gặp Capucci tiên sinh, như này sẽ rất bất lịch sự. Được, Diệp Thu gật đầu, đành phải gỡ cả vạt xuống. Chẳng qua là anh nghe lời Lâm Thanh Nhã thôi, không liên quan gì tới Capucci kia cả. Theo hai người đi vào nhà hàng. Đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tất nhiên, ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Lâm Thanh Nhã. Dù sao thì với khí chất siêu phàm thoát tục, dùng mạo xinh đẹp kia của cô, bất kể là đi tới đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho dù hôm nay cô không trang điểm, chỉ mặc một bộ vest màu trắng đơn giản, cũng vẫn không che đậy được vẻ đẹp của cô. Mà đối với điều này, hiển nhiên là Lâm Thanh Nhã đã sớm quen với điều này rồi, mặc kệ những ánh mắt thưởng thức, bình thản tiếp tục đi lên trước. Người bị mọi người coi như không thấy là Diệp Thu, đi theo ở phía sau. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy Cappucci. Chỉ thấy Cappucci đang một mình ngồi trước bàn, gương mặt háo hức mong chờ mà sau khi anh ta nhìn thấy lâm thanh nhã thì lập tức đứng lên gương mặt kích động đi lên đón muốn bắt tay với lâm thanh nhã nhưng đúng lúc này anh ta nhìn thấy diệp thu đi phía sau lâm thanh nhã sắc mặt thoáng cái biến đổi nghi hoặc nói lâm nữ sĩ đây không phải là người hầu nhà cô sao sao cô lại đưa cả anh ta tới đây cái chán diệp thu lập tức đầy vạch đen lâm thanh nhã không nhịn được lắc đầu cười giải thích nói anh hiểu lầm rồi anh ấy là chồng tôi tên là diệp thu chồng chồng ư capuchi sướng sờ vẻ mặt trở nên khó coi lúc đầu anh ta gặp diệp thu đeo tạp dề còn quét nhà anh ta còn tưởng diệp thu chỉ người hầu ở nhà lâm thanh nhã không ngờ thế mà lại là chồng của lâm thanh nhã nếu đã kết hôn thì xuống tay thế nào được a à? capuchi tiên sinh sắc mặt anh hơi không tốt lắm anh vẫn ổn chứ lâm thanh nhã nhíu mày nghi hoặc nói hả capuchi hồi thần vội vàng lắc đầu, gương mặt miến cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nói, tôi không sao, mời ngồi. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhã gật đầu, cô và Diệp Thu lần lượt ngồi xuống. Capuco đã ngồi xuống chỗ đối diện với Lâm Thanh Nhã. Hít sâu một hơi, Capucci nói với chính mình là phải tỉnh táo lên, sau đó anh ta nhìn Diệp Thu, mỉm cười hỏi, vừa nãy tôi đã hiểu lầm, thật sự xin lỗi anh. Không biết Diệp Tiên Sinh đã lên trước ở công ty nào rồi. Ừ, anh hỏi tôi à tôi chỉ là một viên chức nhỏ của bộ phận kinh doanh ở công ty bà xã tôi thôi diệp thu nhún vai thản nhiên nói hả Capucci nghe thấy vậy hai mắt liền sáng lên anh ta còn tưởng chắc là diệp thu môn đăng hộ đối với lâm thanh nhã cũng là tổng giám đốc của công ty đã ra thị trường nào đó hóa ra chỉ là một tiểu bạch kiểm được bao nuôi a à. nếu đã như vậy thì dễ thôi mình yêu tú thế này không chỉ là họa sĩ nổi tiếng mình còn là học trò của đại sư Murphy Loth nữa, có tiền, đẹp trai, chẳng nhẽ mình còn thua một tên tiểu bạch kiểm không có gì hay sao? vừa nghĩ tới đây, điều này làm cho ngọn lửa đã tàn lụi trong lòng anh ta lại được cháy lên một lần nữa. sau đó, Capucci không thèm nhìn Diệp Thu nữa, rời sự chú ý của mình vào hết trên người Lâm Thanh Nhã, nhếch miệng cười nói: Lâm nữ sĩ, có lời này tôi không biết có nên nói hay không. anh nói đi lâm thanh nhã mỉm cười nói một ngày không gặp lâm nữ sĩ lại trở nên xinh đẹp rồi capucci nhếch miệng cười nói nói xong anh ta còn khiêu khích nhìn diệp thu một cái diệp thu thấy vậy híp híp mắt capucci tiên sinh thật hài hước tôi vẫn vậy thôi không có thay đổi gì cả ngược lại càng ngày càng tiêu tụy ấy ngôn tình sắc lâm thanh nhã vểnh miệng lên cười một cái khiêm tốn nói không 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 Lâm nữ sĩ khiên tốn quá rồi, cô chính là nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Vì thế sau khi tôi quay về, tôi đã dựa vào trí nhớ đặc biệt vẽ cho cô một bức phác họa, không biết cô có hài lòng không. Cappucci nói xong, nhanh chóng cầm một bức họa ở trên chiếc ghế bên cạnh, đặt lên bàn. Chương 70, vở kịch của Cappucci. Đó là một bức phác họa nhân vật, mà người trong bức họa chính là Lâm Thanh Nhã. Không thể không nói, vẽ rất giống. Lâm Thanh Nhã thấy vậy thì sửng sốt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nói cái này. Capuchi tiên sinh, tôi thật sự là thụ sủng nhược khinh sao, được sủng ái mà lo sợ bức phát họa này của anh vẽ giống quá. Chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến. Capuchi mỉm cười khoát tay, nói rất là khiêm tốn. Nhưng đắc ý trong mắt, anh ta lại không thèm che giấu tí nào. Đúng lúc này, một người đàn ông đầu hói mặc co mồ ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy lúc anh ta đi qua bàn của ba người cũng không biết là vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn ba người ngồi ở bàn này một cái chỉ một ánh mắt người đàn ông hói đầu liền ngẩn ra sau đó vội vàng đi lên trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào bức phác họa trên bàn ngạc nhiên nói ya, à, đúng là thần tác a à. bức phác họa này quả là có thần giống y như đúc người trên bức họa này cứ như tiên nữ vậy nói xong người đàn ông đầu hói lại nhìn lâm thanh nhã một cái nhất thời càng thêm kinh ngạc Liên tục cảm thán, Aya, không ngờ người trong bức tranh này đang ngồi ngay trước bức tranh, cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phạm vậy. Còn bức họa này đã phát họa rất tinh tế vẻ đẹp của vị nữ sĩ đây. Tôi nghĩ bức tranh này nhất định là bút tích của bậc đại sư vẽ ra. Tôi ra giá 10 vạn, tôi muốn siêu tầm bức phát họa này. 10 vạn. Lúc này, lại có một người đàn ông đeo kính đi tới, anh ta liếc nhìn bức phát họa trên bàn, sau đó trợn mắt nước người đàn ông đầu hói một cái tức giận nói, sao anh không đi cướp đi, một bức thần tác thế này, thế nào cũng phải được 30 vạn, tôi ra giá 30 vạn, bán cho tôi là được rồi. Hai người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, lại có một cô gái mặc sườn xám đi tới, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông đầu hói và người đàn ông đeo kính, khinh thường nói, một người 10 vạn, một người thì 30 vạn, các anh nói ra mà không biết ngượng à, một bức tranh của bậc đại sư thế này thế nào cũng phải có giá 50 vạn, tôi trả 50 vạn tôi muốn nó. Mà ba người cứ thế tôi một câu anh một câu dành nhau. Lập tức liền thu hút sự chú ý của những người khác. Không ít người tò mò mà đi đến đây. Sau khi bọn họ nhìn thấy bức phát họa trên bàn, bọn họ cũng đều kinh ngạc. Dù sao thì Capucci cũng là học trò của bậc thầy Murphy Loss. mặc dù không nổi tiếng toàn cầu như bậc thầy Murphy Loss nhưng ở châu Âu ít nhiều gì thì anh ta cũng được xem là một họa sĩ nhỏ khá có tiếng. Bản lĩnh phát họa thì vẫn khá cứng cho nên bức phát họa này của anh ta, tất nhiên cũng được tính là tác phẩm có giá trị. Mà ở đây toàn người trong xã hội thượng lưu, khá là biết hàng cho nên thiệt tình cảm thấy bức phát họa này vẽ rất đẹp. Nhất thời, rất nhiều người muốn ra giá mua bức phức họa này. Thậm chí còn có người kêu giá lên đến 100 vạn. Còn người đàn ông đầu hói, người đàn ông đeo kính và cả người phụ nữ sườn xám tranh giá nhau lúc đầu thấy cảnh này thì liếc nhìn nhau một cái, rồi lộ ra một nụ cười đã đạt được mục đích kỳ thực ba người họ đều là người được Capucci giàn xếp sẵn còn mục đích của Capucci chính là muốn từ việc này cho lâm thanh nhã biết bức tranh mà anh ta kỳ công vẽ ra giá trị thế nào sau đó còn có thể nhân tiện khen luôn vẻ đẹp của lâm thanh nhã cô gái bình thường thì sẽ không trụ được nhanh chóng rơi vào tay giặc không thể không nói mưu kế này của Capucci chơi khá đẹp nhìn từ hiệu quả tại hiện trường thì kế hoạch của anh ta đã có hiệu quả nghe tiếng mọi người tranh nhau ra giá. Vẻ đắc ý trên mặt Capuchi càng tăng. Chỉ thấy anh ta ngồi thẳng người, sửa sang lại bộ co mồ của mình, sau đó nhìn mọi người, mỉm cười nói các vị, xin hãy nghe tôi nói trước đã. Bức tranh này là do chính tay tôi vẽ vị nữ sĩ xinh đẹp trước mặt đây, đây là món quà mà tôi tặng cho cô ấy, hàng không bán, tôi mong các vị đừng giành nhau nữa. a à, thế thì tiếc quá. Người đàn ông đầu hói ra vẻ tiếc hận nói đúng đó tôi thật sự rất thích bức tranh này người đàn ông đeo kính cũng lắc đầu tiếc hận như vậy ôi không mua được bức thần tác này thật là tiếc quá đi nhưng mà nếu là có thể có một người đẹp trai tài hoa như này bằng lòng vẽ một bức tranh cho tôi tôi chắc chắn sẽ không do dự mà gả cho anh ấy người phụ nữ sườn xám thở dài một hơi nhìn lâm thanh nhã vẻ mặt hâm mộ nói cô ta vừa nói ra câu này không ít cô gái ở đây đều nhìn Lâm Thanh Nhã với ánh mắt ngưỡng mộ. Cappucci chấp thời cơ, lập tức đẩy bức tranh tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, Lâm nữ sĩ, mong cô nhận nó. Nói xong, Cappucci cố ý liếc mắt nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Như là đang nói, tôi tiện tay vẽ một bức phát họa cho Lâm Thanh Nhã cũng có thể được gọi giá lên đến 100 vạn, một tiểu bạch kiểm như cậu có thể cho Lâm Thanh Nhã cái gì chứ? Cậu không thấy xấu hổ à? Cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Capucci, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, lặng lặng nhìn vở tuồng mà Capucci tự biên tự diễn. Anh của giờ phút này, anh đã nhìn thấu tất cả từ lâu rồi. Capucci tiên sinh, bức tranh này quá quý giá, vô công bất thụ lộc, nếu tôi mà nhận bức tranh này thì lòng tôi sẽ bất an, anh hãy thu lại đi. Lâm Thanh Nhã nhìn bức phác họa trước mặt, vội vàng xua tay. Lâm nữ sĩ nói gì vậy? chỉ là một bức phác họa mà thôi, có gì giá giá cơ chứ? nếu lâm nữ sĩ thích, thì nó sẽ có giá nghìn vàng với tôi. nếu lâm nữ sĩ không thích, thì nó không đáng một xu. lát nữa tôi sẽ xé nó đi. không biết lâm nữ sĩ có thích hay không? capucci nhìn lâm thanh nhã, mỉm cười hỏi: tất nhiên là thích, nhưng cái này quả thực là hơi đắt tiền. lâm thanh nhã hơi ngượng ngùng, nói: chỉ cần lâm nữ sĩ thích, thì cô hãy nhận đi. Đây là tấm lòng của tôi, mong Lâm nữ sĩ đừng từ chối nữa." Capucci kiên trì nói. Nếu Capucci đã nói như vậy rồi, tất nhiên Lâm Thanh Nhã cũng không tiện từ chối tiếp nữa, cô đành mỉm cười gật đầu, đã như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, thế tôi nhận đây. Như này mới phải chứ." Capucci nhếch miệng cười, anh ta nghĩ kế hoạch tán gái của mình sắp thành công rồi. Hơn nữa còn tán bà xã của Diệp Thu ngay trước mặt Diệp Thu nữa điều này làm cho anh ta nghĩ nghĩ trong lòng thôi đã thấy kích động lâm thanh nhã tỉ mỉ thưởng thức bức phác họa này một lượt trong lòng cô thích thật sau đó quay đầu nhìn diệp thu ở bên cạnh vẫn không nói gì cô hỏi diệp thu anh thấy bức phác họa mà capuchi tiên sinh tặng tôi thế nào đưa anh nhìn kỹ nào diệp thu khẽ nhếch khóe miệng sau đó anh đang sắp vươn tay sắp cầm được bức tranh trước mặt lâm thanh nhã thì đúng lúc này cũng không biết là cố tình hay không cẩn thận cánh tay anh đụng phải một tách cà phê đặt ở bên cạnh. Nhất thời, tách cà phê liền đổ ra bàn. Còn cà phê bên trong thì đổ hết lên bức phát họa kia. Audio điện tử võ tấn bền. chương 71, vẽ tranh bằng giấy ăn. Rất không khéo là. Bức phát họa này là bức tranh Capuchi vừa mới vẽ ngày hôm nay, vẽ xong thì mang đến luôn. Chưa dán vách cũng chưa lồng vào trong khung tranh. Chỉ là một bức giấy thôi cho nên trong nháy mắt, tách cà phê thấm vào bức tranh. Bức tranh này, đã bị hủy rồi. Nhìn cảnh này, nhất thời, mọi người đều sững sờ. Nhà hàng lập tức lâm vào một trận yên tĩnh như chết. a à, khoảng nửa phút sau, trong nhà hàng vang lên tiếng hét phẫn nộ của Capucci. Capucci nhìn tròng trọc vào Diệp Thu, hai mắt như sắp phun ra lửa, tức giận quát, Diệp Thu, anh đã làm gì vậy? Anh có biết là anh đã làm gì không? anh đã hủy bức tranh của tôi anh có biết bức tranh này trị giá bao nhiêu tiền không một trăm vạn bán anh đi cũng không đền được capuchi tiên sinh anh đừng kích động lâm thanh nhã vội vàng trấn an sau đó quay đầu chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng nói diệp thu sao anh lại không cẩn thận như vậy không cẩn thận gì chứ tôi thấy anh ta cố ý thì có capuchi chừng mắt nhìn diệp thu cắn răng tức giận nói chắc chắn là anh đố kỵ với tài hoa của tôi anh đố kỵ tôi vẽ cho lâm nữ sĩ một bức thần tác vô cùng hoàn mỹ chắc chắn là anh đố kỵ cho nên mới cố ý làm hỏng bức tranh của tôi có đúng không đố kỵ anh diệp thu lắc đầu cười một cái thản nhiên nói thật ngại quá anh còn chưa có tư cách đó anh nói cái gì capuchi trợn tròn mắt trong mắt lóe ra lửa giận có giỏi thì anh nói lại một lần nữa cho tôi anh chẳng qua chỉ là một tiểu bài kiểm được bao nuôi dựa vào cái gì mà nói tôi không có tư cách thứ phế vật như anh có biết tôi là ai không? anh có biết một bức tranh của tôi có thể bán được bao nhiêu tiền không? nói ra tôi sợ là dọa chết anh. nếu mà giống với bức rác rưởi hiện tại thì chắc cũng không được đáng mấy đồng nhỉ? diệp thu bình thản nói. cái gì? anh nói lại lần nữa. anh nói bức phát họa vừa nãy của tôi là rác rưởi. Cappucci chừng mắt nhìn diệp thu, sau đó anh ta tức đến cười ra tiếng. anh ta quay đầu nhìn mọi người trào phúng cười to nói, ha ha, mọi người có nghe thấy không? Anh ta lại nói bức tranh lúc nãy của tôi là rác rưởi. Nghe thấy lời này, mọi người đều lắc đầu mà cười, nhìn Diệp Thu với ánh mắt khinh thường. Trong mắt bọn họ, Diệp Thu chính là một tên nhà quê không hiểu nghệ thuật. Chàng trai, cậu biết vẽ không? Không biết thì câm miệng lại, đúng là trò cười. Người đàn ông đầu hói lúc trước hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu, không có ý tốt nói. Nói thế nào thì ông ta đã nhận tiền của Capucci, tất nhiên lúc này phải đứng ra nói giúp cho Capucci rồi. Một bức phác họa hoàn mỹ như vậy, lại bị cậu bảo là rác rưởi. Vô văn hóa thật đáng sợ. Người phụ nữ mặc sườn xám lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nói. Diệp Thu, không cho phép anh vỗ nhục tranh của Capucci tiên sinh, anh mau xin lỗi Capucci tiên sinh đi. Lâm Thanh Nhã cũng trầm mặt, cô nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói lẽ nào tôi nói sai sao? Diệp Thu nhún vai, bình thản nói, thứ rác rưởi như vậy, tôi dùng giấy ăn vẽ còn đẹp hơn. Lời này vừa được nói ra. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Ha ha ha. Tức khắc, toàn bộ nhà ăn vang lên tiếng cười coi thường. Ôi mẹ ơi, tôi chết vì cười mất thôi, đúng là nói phét không cần giấy tờ, lại còn dùng giấy ăn vẽ còn vẽ đẹp hơn tôi, sao anh không lên trời luôn đi. Capucci khinh thường cười to. Chàng trai, cậu đúng là giỏi khoác lác, bức phác họa vừa rồi có thể nói là đỉnh của giới phác họa, cho dù là một bậc thầy có tới, muốn vượt qua bức phác họa đó cũng rất khó, thế mà cậu lại nói dùng giấy ăn là được hả? Sao cậu không thổi hết trâu trên toàn thế giới lên trời đi? Người đàn ông đầu hói trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu một cái, chế nhạo nói. Đúng thế, nói phét ai mà chả nói được, có bản lĩnh thật thì thể hiện đi, nếu cậu có thể vẽ ra được, tôi con mẹ nó trồng cây chuối đi ra ngoài người đàn ông đeo kính khinh thường nói. Tôi thấy a à, chàng trai này cũng chỉ biết khoác lác thôi, cậu ta vẽ ra được mới lạ. Đúng thế đúng thế, điển hình của nói phép không cần giấy nháp, tôi không tin cậu ta vẽ được. Mọi người ồn ào chế nhạo. Ở giờ phút này, Diệp Thu trong mắt bọn họ chỉ là một trò hề nói phép. Bởi vì chuyện kia là chuyện không thể làm được. Nếu Diệp Thu là một họa sĩ nổi tiếng, có lẽ bọn họ còn tin một ít nhưng nghe ý của Capuchi, Diệp Thu chính là một tiểu bạch kiểm được bao nuôi. Một tiểu bạch kiểm, sao có thể vẽ ra được phát họa trình độ đại sư chứ? Huống hồ còn còn vẽ trên giấy ăn không bằng phẳng, còn rất mềm và dễ bị rách, cái này đúng là khó như lên trời. Vì vậy, giờ phút này mọi người đều nhìn Diệp Thu với ánh mắt khinh thường. Ngay cả Lâm Thanh Nhã, gương mặt cô cũng đầy thất vọng. Đối với năng lực của Diệp Thu, cô hiểu rất rõ đừng nói đến chuyện vẽ đẹp hơn Capuchi, có khi biết vẽ hay không cũng là vấn đề rồi đó. Nhưng bây giờ Diệp Thu lại mạnh miệng như vậy. Điều này làm cô rất thất vọng và đau lòng. Cô vốn tưởng sau khi Diệp Thu vào công ty, anh sẽ thay đổi. Giờ xem ra, có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Capucci nhìn vẻ mặt thất vọng của Lâm Thanh Nhã, trong mắt xoay chuyển, thầm nghĩ có lẽ đây cũng là một cơ hội. Vì để cho Lâm Thanh Nhã càng thêm thất vọng về Diệp Thu. Capuchi khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói, anh kia, khoác lác quả nhỉ, có bản lĩnh thì thể hiện đi, chỉ cần anh có thể dùng giấy ăn vẽ được một bức phác họa còn xuất sắc hơn tôi, tôi sẽ mua nó. Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả bằng đấy tiền, không thèm mặc cả. Hơn nữa chuyện vừa rồi tôi có thể không truy cứu nữa, cũng không bắt anh đền bức tranh vừa nãy của tôi. Nếu không anh nhất định phải bồi thường 100 vạn cho tôi, ngoài ra cúi đầu xin lỗi tôi. Đấy là anh nói đấy nhá, anh xác định không đổi ý. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi. Tất nhiên, lấy câu nói của hoa hạ các anh để nói thì là, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hơn nữa tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi. Capucci vỗ ngực, kiên định nói. Tốt lắm. Diệp Thu cười nhẹ, sau đó anh vẫy tay với một nhân viên phục vụ gần đó, nói cho tôi xin một chiếc bút chì. Nhân viên phục vụ tất nhiên là cũng biết bên này đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta cũng muốn xem chuyện cười của Diệp Thu, vội vàng đi lấy một chiếc trì rồi đưa cho Diệp Thu. Nhận bút trì, Diệp Thu rút luôn một tờ giấy ăn trên bàn, trải phẳng lên trên bàn, sau đó bắt đầu tự nhiên mà vẽ như đang ở trốn không người. Thấy vậy, vẻ mặt của mọi người đều tràn đầy coi thường. Capucci cũng lạnh lùng cười. Anh ta rất nóng lòng muốn nhìn cái gọi là bức phác họa mà Diệp Thu vẽ. Tới lúc đó, anh ta có thể nhân cơ hội này, nhục nhã Diệp Thu một trận trước mặt tất cả mọi người, làm cho Diệp Thu xấu mặt. Nếu như vậy, chắc chắn Lâm Thanh Nhã sẽ càng thất vọng về Diệp Thu. Như thế thì anh ta cũng có thể thuận lý thành trương theo đuổi Lâm Thanh Nhã. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Capucci cực kỳ kích động, chương 72 bán cho anh với giá 10 triệu tệ. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Diệp Thu Bình thản dùng bút chì vẽ tranh lên tờ giấy ăn nhưng mà, anh vẽ khác với người bình thường. Người bình thường đều là vẽ từng nét một, rất chậm rất nghiêm túc. Còn Diệp Thu vẽ tranh, trông rất tùy ý, không nghiêm túc một tí nào, vẽ rất là nhanh giống như thể là đang vẽ bậy vậy. Hơn nữa tranh mà anh vẽ là phát họa người, mà phát họa thì chú trọng vào tả thực, phải quan sát người mẫu liên tục mới có thể vẽ ra được từng chi tiết, hiện lên chân thực. Nhưng Diệp Thu toàn cúi đầu từ đầu tới cuối, đến nhìn cũng không nhìn lâm thanh nhã một cái. Điều này làm cho mọi người càng nhìn Diệp Thu với ánh mắt coi thường. Bởi vì như bọn họ thấy thì rõ ràng Diệp Thu không biết vẽ phác họa, hoặc là anh đã bỏ cuộc rồi. Mọi người đều lắc đầu, thậm chí còn chẳng buồn xem Diệp Thu đã vẽ cái gì rồi. Bọn họ nghĩ, phế vật như Diệp Thu chắc là chẳng vẽ nổi cái gì ra hồn đâu. Vì vậy, bọn họ chỉ cần đợi xem Diệp Thu xấu mặt là được rồi. Cứ như vậy, khoảng 3 phút đồng hồ trôi qua, Diệp Thu đột nhiên dừng bút, anh lật ngược khăn giấy và vỗ xuống bàn một cái. Thấy thế, Capucci lập tức sáng mắt, cười lạnh hỏi: "A, à, sao không vẽ nữa? Vẽ xong rồi?" Diệp Thu thản nhiên nói: "Vẽ xong rồi á." À. Capucci và tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng mà chẳng mấy chốc mọi người đều cười. Bọn họ đoán Diệp Thu chắc chắn là không vẽ tiếp được nữa, hoặc là vẽ hỏng bét rồi. Một bức tranh phát họa bình thường. Thế nào không cũng phải nửa tiếng a. Cho dù cấp bậc đại sư cũng phải hơn trên dưới 10 phút. Còn Diệp Thu thì sao, chỉ dùng có 3 phút đồng hồ thì có thể vẽ ra cái gì đẹp được chứ? Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người khi nhìn Diệp Thu tràn đầy khinh bỉ. Nhất là ba người đa nhận tiền của Capucci, bọn họ đã nghĩ xong là lát nữa nhục nhã Diệp Thu như nào rồi. Capucci cố nén cười, nhìn vào Diệp Thu Vẻ mặt mỉa mai nói, nếu đã vẽ xong rồi thì mau cho mọi người thưởng thức đại tác của anh đi. Nhất là lúc nói đến hai chữ đại tác, Cappucci nói nhấn mạnh hơn, cực kỳ trào phúng. Nghe vậy, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Cappucci, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, vừa nãy anh nói, chỉ cần bức tranh của tôi đẹp hơn anh thì bất luận tôi muốn ra giá bao nhiêu thì anh cũng mua, lời này có thật không? Tất nhiên rồi, tôi nói lời giữ lời. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi." Capucci nhanh như chớp gật đầu. "Đúng a, à, chúng tôi đều có thể làm chứng cho vị tiên sinh Nafi, mau cho chúng tôi xem bức tranh của anh đi." Người đàn ông đầu hói nhanh nhỏ nói. "Đúng đúng đúng, mau cho chúng tôi thưởng thức tác phẩm của anh." Người đàn ông đeo kính cười lạnh nói. "Vậy thì tiếp theo, hy vọng các người hãy mở to mắt ra mà xem." Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng sau đó nâng tay cầm lấy tờ giấy ăn mà mình vẽ lật lại giơ lên trước mặt đám người capuchi ha ha đám người capuchi đã chuẩn bị trước há mồm để chuẩn bị cười to chế nhạo nhưng giây tiếp theo sau khi bọn họ nhìn rõ tranh mà diệp thu trên giấy ăn thì cả đám đều sững sờ tròng mắt suýt nữa thì trừng ra ngoài bởi vì diệp thu thực sự là vẽ quá đẹp mặc dù tranh của diệp thu cũng vẽ lâm thanh nhã như capuchi nhưng Diệp Thu vẽ quá là giống, cứ như là chụp từ máy ảnh ra vậy, giống như đúc. Lớn thì cả khuôn mặt, nhỏ thì một sợi tóc. Bất kỳ chi tiết nào cũng không kém một ly. Cơ hồ là giống như đúc, nét bút vẽ rồng điểm mắt. Đặc biệt là ánh mắt của Lâm Thanh Nhã. Mặc dù đây chỉ là một bức phác họa, nhưng lại thể hiện ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thanh Nhã ra một cách hoàn hảo. Cứ như thể là một giây sau, người trong bức tranh sẽ sống lại vậy. Lấy bức tranh này và bức tranh trước đó của Capucci so sánh, thì quả thực là ngược Capucci tơi tả rồi. Nếu mà tính trên thang điểm 10, thì bức phát họa của Capucci tối đa cũng chỉ được 5 điểm. Nhưng bức của Diệp Thu đủ để lấy điểm 10. Ngoài ra điều mấu chốt nữa là, Diệp Thu vẽ trên tờ giấy ăn không căng phẳng, lại còn cực kỳ mềm, cực kỳ mỏng. Cái này vốn có độ khó cực lớn. Nhưng dưới tình huống như vậy, anh chỉ dùng có 3 phút đồng hồ là vẽ xong bức tranh, hơn nữa còn đẻ bẹp tác phẩm trước của Capucci. Đây mới là đại sư chân chính, đây mới là thần tác chân chính a. Mọi người ở hiện trường đều sợ ngây người. Đến cả Lâm Thanh Nhã lúc đầu còn cực kỳ thất vọng về Diệp Thu, thì vẻ mặt cô lúc này cũng đầy kinh ngạc. Bởi vì cô nhìn bức phác họa kia của Diệp Thu, cô tưởng như mình đang soi gương vậy. Đây là bức tranh mà Diệp Thu vẽ thật ư? Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhã sững sờ không nói nên lời. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều choáng váng, còn những người mà châm chọc Diệp Thu trước đó, giờ phút này mặt đỏ lên, chỉ có cảm giác như đang bị đánh mặt. Nếu trên đất mà có cái lỗ nào đấy, thì bọn họ sẽ không do dự mà chui vào. Cứ thế, hiện trường lại lâm vào một mảnh yên tĩnh. Đại khái khoảng 30 giây sau, Capuchi tê liệt trên ghé, hai mắt nhìn chằm chằm tờ khăn giấy mà Diệp Thu đang dơ lên, vẻ mặt không thể tin nổi lẩm bẩm cái này cái này sao có thể chứ không thể có chuyện này được không có chuyện gì là không thể diệp thu khẽ nhếch khóe miệng sau đó cầm tờ khăn giấy lướt qua trước mặt mọi người một lượt thản nhiên hỏi bây giờ tôi nói tôi vẽ bằng khăn giấy còn đẹp hơn anh ta mọi người còn có dị nghị gì không nghe vậy sắc mặt mọi người biến đổi tất cả đều cúi mặt xuống không ai dám lên tiếng vào giờ phút này đến cả ba người đã nhận tiền của Capucci cũng không biết nói gì mới được. Nếu mà tranh của Diệp Thu ngang ngang với tranh của Capucci, thế thì bọn họ còn có thể bất chấp nói là tranh của Diệp Thu không đẹp bằng tranh của Capucci. Nhưng bây giờ, cái sự tranh lệch này thật sự là quá rõ, những người khác ở đây lại chẳng phải kẻ mù. Điều này làm cho bọn họ muốn nói giúp cho Capucci cũng không được, đành phải thành thật ngậm miệng lại. Nếu mà không có dị nghị gì, Diệp Thu nghiền ngẫm cười một cái, sau đó đưa tờ khăn giấy tới trước mặt Capucci, bình thản nói, "Vậy bỏ tiền ra đi, 10 triệu tệ." "Bao nhiêu cơ?" Cả người Capucci run lên, anh ta còn tưởng là mình nghe nhầm. "10 triệu tệ, bức tranh này bán cho anh đấy, có vấn đề gì sao?" Diệp Thu tỉnh bơ hỏi. "Anh muốn tiền đến điên rồi à? Một bức phác họa mà anh đòi tôi 10 triệu tệ. Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?" Capuchi trừng sắp lòi cả mắt ta, phẫn nộ nói. Lúc trước là anh đã nói, chỉ cần tranh của tôi đẹp hơn tranh của anh, mặc kệ tôi ra giá bao nhiêu, anh đều mua, sao nào? Trước mặt nhiều người như này, anh muốn nuốt lời hả? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt trêu tức hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Capuchi. Cảm nhận được ánh mắt quái dị của mọi người. Sắc mặt Capuchi hết trắng lại đen, anh ta cắn chặt răng, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen từ trong túi áo, đập lên trên bàn, vẻ mặt xót xa nói, số tiền trong tấm thẻ này đổi ra đủ 10 triệu tệ, mật mã là 6 số cuối, anh. Anh cầm đi, chương 73, khuyên anh đổi nghề làm đạo diễn đi. Lúc nói câu này, Capucci đang dỉ máu trong tim. Đó là 10 triệu tệ đấy. Cho dù là anh ta thì cũng phải gom góp rất lâu đấy. Thế mà bây giờ phải đưa hết cho Diệp Thu anh ta tiếc chết đi được. Bây giờ anh ta đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Sớm biết thế này, cho dù có đánh chết, anh ta cũng không nói như thế nữa. Vốn muốn tỏ ra ngầu một tí. Giờ thì hay rồi, ngầu không thấy đâu, còn bỏ đi 10 triệu tệ. Capucci nghĩ thôi đã muốn hộp máu rồi. Diệp Thu nhấc tay cầm tấm thẻ đen, nhìn một cái sau đó quăng đến tay Lâm Thanh Nhã, cười nói, này, bã xã, đây là tiền tiêu vặt của em. Nghe thấy lời này, đừng nói là Lâm Thanh Nhã sướng sờ. Tất cả mọi người ở đây đều sướng sờ. Đưa 10 triệu tệ làm tiền tiêu vặt. Người này là tiểu bạch kiểm ở rể chuyên chờ được bao nuôi, thật sao? Sao lại cảm thấy Lâm Thanh Nhã mới giống người được Diệp Thu bao nuôi vậy? Diệp Thu, cái này, Lâm Thanh Nhã nhìn chiếc thẻ đen trong tay, nhất thời cũng không biết làm sao. Cầm lấy tiêu đi, đây là tiền ông xã bán tranh kiếm được, tuy rằng không nhiều lắm, đợi sau này kiếm tiếp lại cho em tiếp diệp thu nhếch miệng cười nói lâm thanh nhã lập tức trợn trắng mắt diệp thu quay đầu nhìn về phía mọi người xung quanh vẻ mặt nghiền ngẫm nói đúng rồi tôi vừa mới nhớ ra có người nói là nếu tôi vẽ ra được tranh thì anh ta sẽ lập tức trồng cây chuối đi ra ngoài vừa khéo giờ tôi đang có hứng thú xem phiền ra biểu diễn một chút đi nghe thấy vậy người đàn ông hói đầu đang ở trong đám người lập tức thay đổi sắc mặt bởi vì ông ta là người đã nói câu đó vào giờ phút này Người đàn ông đeo kính biết mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này, anh ta vội vàng cúi đầu, bàn chân như được bôi dầu trốn đi. Người đàn ông đầu hói và người phụ nữ mặc sườn xám cũng sợ Diệp Thu tìm tới mình, núi gót xám xịt chạy trốn. Những người còn lại cũng biết là hết trò hay để xem rồi, ào ào tản đi. Nhất thời, mọi người đã tản đi hết. Thấy vậy, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Cappucci, vẻ mặt trêu tức nói, ai người này chạy nhanh thật đấy xem ra diễn viên mà Capuchi tiên sinh thuê tới chẳng giữ chữ tín gì cả, diễn còn chưa xong đã chạy mất rồi. Capuchi lập tức biến sắc, trừng mắt nước Diệp Thu một cái, có chút trột dạ nói, diễn viên gì chứ? Diệp tiên sinh nói gì, tôi nghe không hiểu gì cả. Vậy sao? Diệp Thu nghiền ngấm cười một cái, sau đó nhìn Capuchi, thản nhiên nói, bất quá, tôi lại có một sáng kiến cho anh. Sáng kiến gì? Capuchi nhíu mày, Vẻ mặt khó chịu hỏi: "Dựa vào trình độ hội họa của anh, tôi thấy cả đời cũng chỉ thế này thôi, đã định trước là không có lối thoát, nhưng anh lại khá có thiên phú làm đạo diễn đấy, có hứng thú thì suy nghĩ đổi nghề làm đạo diễn đi." Đạo diễn lớn Capucci, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo, cười lạnh hỏi: "Lời này của anh, tuy rằng không nói rõ ra, nhưng trong lòng Capucci rất hiểu, sắc mặt anh ta trầm xuống, lạnh giọng nói: "Diệp tiên sinh, tôi hoài nghi anh đang sỉ nhục tôi đúng trên mặt phác họa tôi thua anh nhưng không có nghĩa trình độ hội họa của tôi không bằng anh đợi tôi quay về chuẩn bị trước hôm khác chúng ta đấu tiếp tôi chắc chắn có thể thắng anh tôi đợi anh đấy diệp thu thản nhiên nói hừ capuchi hừ lạnh một tiếng đập bàn rồi đứng dậy capuchi tiên sinh ngài muốn đi sao lâm thanh nhã nhìn capuchi nghi hoặc nói lâm nữ sĩ rất xin lỗi cô, hôm nay trong người tôi hơi không khỏe, bữa tối này tôi không thể ăn cùng cô được nữa, tiền cơm tôi đã thanh toán rồi, hôm khác chúng ta lại hẹn sau, xin lỗi. Sắc mặt Capucci khó coi nói, sau đó anh ta trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì anh ta không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Capucci tiên sinh, Lâm Thanh Nhã còn muốn tiến lên mời anh ta ở lại. Thế nhưng cô còn chưa kịp đứng lên, cô đã bị Diệp Thu túm lại rồi. Nếu Capucci trong người không thoải mái, vậy thì để anh ấy đi đi, dù sao thì anh ấy đã thanh toán tiền cơm rồi, hai chúng ta ăn là được. Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Nghe thấy lời này, Capucci đã xoay người sang chỗ khác cũng trầm mặt, cắn răng. Hai người các người ăn. Tôi không ăn, anh cũng đừng hỏng ăn được. Nghĩ tới đây, Capucci kéo một nhân viên phục vụ đang đi qua lại, chỉ vào Diệp Thu, lạnh lùng nói, tôi nhớ là nhà hàng các cậu có quy định là người không mặc chính trang thì không được dùng bữa ở đây. Người kia không mặc chính trang, vì sao còn để cho anh ta vào? Chẳng phải là phải lập tức đuổi ra ngoài sao? Nói xong, Capucci nhìn về phía Diệp Thu, nhếch miệng cười lạnh, nói thầm, Diệp Thu, anh lấy tiền của tôi, còn muốn ăn cơm của tôi hả? Không có cửa đâu, tôi muốn làm cho anh giống như con chó, bị người ta đuổi ra khỏi nhà hàng nhân viên phục vụ đó ngoảnh đầu nhìn quần áo của Diệp Thu một cái, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Thu, vẻ mặt ấy náy nói, vị tiên sinh này, nhà hàng chúng tôi có quy định là phải mặc chính trang mới được dùng bữa ở đây, mong ngài hãy đi thay trang phục chính trang trước rồi tới sau. Thế nào thì được coi là chính trang vậy? Đeo cà vạt à? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt cân nhắc hỏi. Đúng thế, tối thiểu là phải đeo cà vạt mới được. Nhân viên phục vụ gật đầu. Chờ một chút, diệp thu bình thản cười một cái sau đó rút ra chiếc cà vạt mà anh đã dùng ở cổng chính trước đó đeo vào cổ sau đó nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi lúc nãy hơi nóng tôi tháo nó ra bây giờ anh xem đã được chưa lần này không chỉ nhân viên phục vụ ngây ngẩn cả người mà cả capuchi cũng mờ mịt má nó thế này cũng được hả tiên sinh anh nhất thời nhân viên phục vụ cũng không biết nói gì mới ổn tôi biết quy định của các cậu chỉ cần đeo cà vạt, ăn mặc đúng mực thì được coi là chính trang. Bây giờ tôi đã đeo cà vạt lên rồi, ăn mặc cũng không hở hang, chẳng nhẽ còn có vấn đề gì nữa sao? Sắc mặt Diệp Thu bình thản nói. Tuy là ngữ khí của anh rất bình thản, nhưng nói ra lại đúng mực, làm cho người khác không nghi ngờ gì được. Trong lúc nhất thời, nhân viên phục vụ cũng không thể bắt bẻ được gì nữa, đành phải lắc đầu, nói, được rồi, mời ngài tiếp tục dùng bữa, chúc ngài dùng bữa ngon miệng nói xong, nhân viên phục vụ liền rời đi. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Capucci, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười trêu tức. Capucci thấy vậy, tức đến phát điên, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, Capucci liền nổi giận đùng đùng xoay người bước nhanh ra phía ngoài nhà hàng. Anh ta thực sự là không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại chỗ này. Trên đường về nhà, Lâm Thanh Nhã vừa lái xe, Vừa nhớ lại chuyện phát sinh ở nhà hàng, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Trình độ phát họa của Diệp Thu, sao có thể còn giỏi hơn trình độ của học trò Murphy Lutz được chứ? Có trình độ hội họa này, anh ấy hoàn toàn có thể làm một họa sĩ A, sao còn tới nhà họ Lâm làm con rể ở rể chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh nhã quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, Diệp Thu, có phải anh còn chuyện gì giấu tôi đúng không? Nghe thấy vậy, trong lòng Diệp Thu lộp bộp. Tất nhiên là anh biết Lâm Thanh Nhã muốn hỏi gì. Vừa nãy lúc ăn cơm, anh vẫn luôn nghĩ cách tránh cái đề tài này. Nhưng xem ra, bây giờ sợ là không giấu được nữa rồi. Chương 74, thực ra anh là sư phụ của Murphy Lodge. Không, không a, à, có sao? Diệp Thu cố tình giả vờ hồ đồ nói. Tại sao anh lại biết vẽ tranh? Hơn nữa còn vẽ tốt như vậy, trước đây anh chưa bao giờ nói với tôi chuyện này. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng hỏi em cũng đâu có hỏi đúng không em không hỏi thì anh nói ra làm gì diệp thu ngượng ngùng cười một cái đừng có mà giả vờ ngớ ngẩn với tôi trả lời thành thật đi lâm thanh nhã trừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói được rồi diệp thu bất đắc dĩ nhún vai sau đó tròng mắt khẽ chuyển chậm rãi nói thực ra chuyên ngành mà anh theo học ở đại học là chuyên ngành mỹ thuật trước kia lúc nghèo không có cơm ăn anh thường vẽ phỏng theo tranh của các họa sĩ nổi tiếng, sau đó mang đi bán lấy tiền đổi bánh bao ăn. Lâu ngày, mô phỏng càng ngày càng giống, đủ để lấy giả đổi thật. Mà bây giờ kỳ thực là anh bắt trước tranh của Capucci, sau đó thêm vào một số hiểu biết của anh về em, ví dụ như là ánh mắt, cho nên nhìn vào sẽ thấy anh vẽ tốt hơn anh ta. Như thế thật sao? Lâm Thanh nhã nhíu mày, nửa tin nửa ngờ hỏi. Kia đấy, thực ra anh là sư phụ của Murphyos cho nên anh siêu hơn Capucci. Diệp Thu bỗng nhiên nói nghiêm chỉnh. Cút đi, anh lại bắt đầu nói bậy bạ rồi. Anh thế này, sao có thể là sư phụ của Đại sư Murphy Lốt được chứ? Đại sư Murphy Loss lợi hại hơn anh nhiều. Lâm Thanh nhã trợn mắt liếc Diệp Thu một cái, khó chịu nói. Anh là thầy của Murphy Lốt thật mà. Diệp Thu nghiêm túc nói. Còn lâu tôi mới tin anh. Lâm Thanh nhã bĩu môi. Thấy vậy, Diệp Thu cũng đành bất đắc dĩ nhún vai. Cổ nhiên, nói thật vẫn chẳng ai tin. Nhưng mà cách này dùng tốt thật. Lại một lần nữa đánh rất hoài nghi của Lâm Thanh Nhã đối với mình. Như này cũng tốt. Chấm 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 chấm. Sau khi trở về biệt thự hãn Hải Lam Thành. Diệp Thu đang chuẩn bị vào phòng của mình. Thì đúng lúc này, Lâm Thanh Nhã đang đi lên tầng 2 bất ngờ xoay người lại. Giọng điệu lạnh như băng gọi Diệp Thu. Hả? Sao thế Lâm Tổng? Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, nghi hoặc nói: "Trước khi chưa ở Dề Lâm gia, anh sống khá khổ đúng không?" Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Diệp Thu ngẩn người, sau đó mỉm cười nói: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Tôi nghĩ anh đã khá vất vả, vì hình như anh đã trải qua rất nhiều chuyện của cuộc sống, hơn nữa những khó khăn gian khổ mà anh từng trải qua đều là những thứ mà tôi không thể tưởng tượng ra nổi." Lâm Thanh Nhã nhíu mày, có chút đồng tình nói: có lúc khá là vất vả. Diệp Thu gật đầu, cười khổ nói. Mà lời của anh cũng là nói thật. Nhớ năm đó, anh từ một kẻ vô danh, ở thế giới ngầm dốc sức đánh ra tới địa vị ngày hôm nay. Những khó khăn nguy hiểm mà anh từng trải qua, đúng là người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi thật. Tất cả đã qua rồi, mặc kệ trước kia anh có khổ thế nào, sau này ở nhà họ Lâm Anh đều có thể sống an nhàn một chút, ít nhất là không lo cơm áo. Lâm Thanh Nhã Bình thản nói không lo cơm áo xem ra lâm tổng định để cho tôi ở đây cả đời rồi a à. diệp thu lặng đi một chút nhếch miệng cười nói xem biểu hiện của anh lâm thanh nhã trợn mắt liếc diệp thu một cái sau đó lại khôi phục giọng điệu lạnh như băng ngày thường ngủ sớm đi ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nói xong lâm thanh liền xoay người đi về phía tầng 2. nhìn theo bóng hình xinh đẹp đi lên lầu của lâm thanh nhã diệp thu cũng khẽ nhếch khóe miệng kẽ nói một câu ngủ ngon, sau đó anh xoay người trở lại phòng mình. Bởi vì không còn chuyện gì nữa. Diệp Thu tắm rửa, thay quần áo rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Mà đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên. Mở ra nhìn một cái, chính là cuộc gọi của người đàn ông đẹp trai gọi tới. Chuyện gì? Diệp Thu bình thản hỏi. "Lão đại, một Siêu kia đã ra khỏi cục cảnh sát rồi. Bây giờ đang ăn cơm ở một quán canh thịt dê ở đường Hưng Nam." người đàn ông đẹp trai nói thẳng gửi vị trí cho tôi diệp thu bình thản nói vâng người đàn ông đẹp trai đáp một tiếng sau đó liền định cúp điện thoại âu dương hảo diệp thu bất ngờ gọi ra sao thế lão đại người đàn ông đẹp trai sửng sốt rõ ràng diệp thu bất ngờ gọi tên của anh ra điều này làm cho anh rất nghi hoặc diệp thu hít sâu một hơi hỏi bên phía tổ chức vẫn khỏe mạnh chứ trời em còn tưởng lão đại anh đã quên tổ chức rồi anh yên tâm đi mọi chuyện bên phía tổ chức đều ổn chỉ là anh có thời gian thì quay về một chuyến nếu thời gian dài để cho bọn họ phát hiện ra là anh không ở đây em nghĩ sẽ xảy ra chuyện lớn âu dương hạo nói ừ thế thì được diệp thu gật đầu sau đó cúp máy luôn chỉ chốc lát sau âu dương hạo đã gửi vị trí cho diệp thu diệp thu nhìn một cái trực tiếp nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ xuất phát tới nơi cần tới. Đường Hưng Nam, quán canh thịt dê lưu ký. Đường chủ thanh long đường ngô siêu đang ngồi trên một cái bàn uống từng ngụm nước canh dê. Bị giam 24 giờ trong đó, anh thèm ăn lắm rồi. Nói thật, từ lúc lên làm đường chủ của thanh long đường đến giờ, anh chưa từng khốn khổ như vậy. Hơn nữa quãng thời gian ở trong đó, anh không những phải viết lời khai, còn phải đối mặt với sự thẩm vấn không ngừng của Hàn Tiêu Tiêu nếu không phải là sợ cái hung thần Diệp Thu kia trả thù, anh ta đã không nhịn được mà khai ra sự thật từ lâu rồi. Nhưng may là cuối cùng anh ta cũng chịu đựng qua được 20 tiếng đồng hồ, lúc này mới được thả ra ngoài. Mà ngay lúc Ngô Siêu đang hò rô ăn uống, một thân ảnh ngồi xuống vị trí đối diện Ngô Siêu. Ngô Siêu ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, sắc mặt nhoáng cái biến đổi. Bởi vì người tới không phải ai khác, mà chính là Diệp Thu. Điều này làm cho Ngô Siêu phiền muộn anh cảm thấy diệp thu cứ như quỷ vậy âm hồn bất tán mình đến chỗ nào diệp thu liền tìm được chỗ ấy bây giờ anh ta vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát có một lúc ở đây uống canh thịt dê mà cũng bị tìm thấy thật là tà môn quá đi ngô đường chủ không ngờ nhanh thế này mà chúng ta lại gặp nhau rồi diệp thu khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt nói e rằng anh chẳng có không ngờ đi ngô siêu cay đắng cười một cái bất đắc dĩ nói xem ra ngô đường chủ cũng là một người hiểu biết nếu đã như vậy thì đừng để tôi phải nói nhiều nữa cậu hãy nói rõ ra đây luôn đi diệp thu bình thản nói ôi ngô siêu thở dài một hơi vẻ mặt bất đắc dĩ nói thực ra tôi cũng chỉ là người giúp việc thôi lúc trước có một người tìm tới tôi bỏ ra một số tiền lớn để tôi bắt cóc lâm thanh nhã tôi thấy lâm thanh nhã là người thực hiện làm tổng giám đốc của tập đoàn lâm thị không dễ ra tay tôi bèn chuyển mục tiêu sang cô em gái là Giang Thi Kỳ, tính lấy đó làm uy hiếp Lâm Thanh Nhã, sau đó đợi đến lúc Lâm Thanh Nhã mang tiền tới chuộc người, thì thừa cơ bắt lấy Lâm Thanh Nhã. Sau đó thì anh cũng biết hết rồi, kế hoạch của tôi vừa mới bắt đầu thì đã bị anh phá hỏng. Nghe xong lời của Ngô Siêu, Diệp Thu hít mắt suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Ngô Siêu hỏi, bây giờ cậu còn liên lạc được với người kia không? mươi 75, người đứng phía sau màn. Cái này, ngô siêu có vẻ hơi lưỡng lư thế nào diệp thu hít mắt thản nhiên hỏi người đó từng bảo với chúng tôi là chỉ sau khi bắt được lâm thanh nhã thì mới được liên lạc với hắn ta nếu không hắn ta sẽ không gặp chúng tôi ngô siêu cười khổ nói thế cậu nói với hắn ta cậu đã bắt được lâm thanh nhã rồi hẹn gặp mặt hắn ta chuyện sau đó giao cho tôi xử lý diệp thu thản nhiên nói lừa người ta thế này e là không tốt lắm người đó vừa nhìn liền biết không đơn giản nếu hắn ta tức giận vậy thì tôi thảm rồi ngô siêu khó xử nói thế cậu không sợ tôi tức giận ư khóe miệng diệp thu khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh sau đó đưa tay rút một chiếc đũa trong đống đũa nhẹ nhàng đâm xuống mặt bàn ngô siêu vô thức nhìn một cái sắc mặt lập tức đại biến bởi vì chiếc đứa kia vậy mà chọc thủng cả mặt bàn phải biết rằng đây là chiếc bàn gỗ được làm từ nguyên khối gỗ a mặt bàn vừa dày vừa rắn chắc cầm một con dao cũng phải bổ nửa ngày mới bổ ra được nhưng diệp thu chỉ cầm một cái đũa thế mà có thể chọc ra một cái lỗ trên mặt bàn cái này cần lực lớn thế nào chứ nếu chiếc đũa kia đâm vào mình tê ngô siêu hít một ngụm khí lạnh cả người không kìm được run lên không dám tưởng tượng tiếp nữa diệp diệp tiên sinh anh đừng kích động tôi lập tức liên lạc với hắn ta ngay ngô siêu nhoáng cái như đổi thành một người khác cũng không làm màu nữa, vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, tìm thấy số điện thoại liên lạc của người đó, bấm gọi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại đã được kết nối. Ngô Siêu mau mau nói: "Alo, là thập tiên sinh phải không? Tôi đã bắt được người rồi, lúc nào thì các anh tới nhận người?" Thế mà đối phương vừa nghe thấy lời này, trực tiếp cúp máy. Ngô Siêu ngây ngẩn cả người, gương mặt tràn ngập nghi hoặc. Đối phương nói sao? Diệp Thu hít hít mắt không nói gì cả, hắn ta cúp máy của tôi rồi. Ngô siêu lắc đầu, nói. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cậu ta lại vang lên một lần nữa. Là tin nhắn thoại. Ngô siêu mở ra xem, là một tin nhắn từ số lạ. Nội dung là bảo, 4 giờ chiều mai Ngô siêu đưa Lâm Thanh Nhã đến trong một cái ngõ cụt sau con phố ở thành Đông Nam, giao người ở đấy. Ký tên, Lão Thất. Thấy vậy, ngô siêu vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt diệp thu diệp tiên sinh anh xem đi diệp thu liếc mắt nhìn một cái híp híp mắt bình thản hỏi lão thất này chính là người tìm tới cậu lúc trước đúng vậy lúc đó tôi hỏi hắn ta tên gì hắn bảo tôi gọi hắn là lão thất tôi nghĩ dù sao thì người ta cũng là khách hàng gọi lão thấy thì hơi không tôn kính người ta cho nên vẫn gọi hắn ta là thất tiên sinh ngô siêu gật đầu giải thích khách hàng xem ra ngô đường chủ đối với mấy vụ làm ăn bắt cóc người này rất là thông thạo a à, trước kia đã làm được mấy đơn rồi diệp thu hít mắt cười lạnh hỏi không 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 diệp tiên sinh minh giám tôi chỉ làm có lần này thôi còn gặp phải ngài sau này có đánh chết tôi cũng không dám làm tiếp nữa ngô siêu vội vàng xua tay vẻ mặt ủy khuất nói tốt nhất là đừng để tôi gặp phải lần nữa diệp thu lạnh lùng nói vâng vâng ngài yên tâm sau này tôi tuyệt đối sẽ làm một công dân tốt hiên phận tuân thủ pháp luật ngô siêu liên tục gật đầu cam đoan nói yên tâm ăn canh của cậu đi ngày mau tôi sẽ đi xử lý chuyện kia nhưng tốt nhất là cậu đừng tính toán báo tin cho đối phương nếu không chắc là cậu biết hậu quả diệp thu nói mà ngữ khí lạnh như băng sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài quán canh thịt dê nhìn theo bóng lưng diệp thu ngô siêu không kìm được run cầm cập lão thất cậu không trêu vào được Diệp Thu cậu càng không trêu vào được. Cứ để hai người này rồng hổ đánh nhau đi. Cậu cũng không có ý định tham gia vào chuyện này nữa. Đi ra khỏi quán canh dê. Diệp Thu vừa đi vừa nghĩ về chuyện này. Bất luận thế nào, anh phải nghĩ cách để ngày mai Lâm Thanh Nhã ở nhà một ngày mới được. Nếu lão thất kia đã định thời gian giao nhận là chiều mai. Vậy thì chắc chắn hắn ta định, sáng mai sẽ đi kiểm tra xem có phải Lâm Thanh Nhã đã bị bắt cóc thật không lỡ mà để hắn ta nhìn thấy Lâm Thanh Nha đi làm như bình thường. Vậy thì chắn chắn hắn ta sẽ không tới ngõ cụt vào 4 giờ chiều mai. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lắc lắc đầu, suy nghĩ xem phải lấy lý do gì mới giữ được Lâm Thanh Nhã ở nhà cả ngày. Nói thẳng thì chắc chắn không được rồi. Nhưng nhất thời thì cũng không có cách nào khác ổn. Điều này làm cho Diệp Thu hơi sầu não, bất giác muốn hút điếu thuốc. Sờ lên người thì không có. Mà lúc này vừa khéo là đường cái đối diện có một cửa hàng tiện lợi 24/24. /24. Thấy vậy, Diệp Thu chuẩn bị nhấc chân. Thế nhưng anh vừa mới nhấc chân lên thì đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc đi ra từ trong cửa hàng tiện lợi. Nhìn thấy bóng dáng ấy, sắc mặt Diệp Thu chợt biến, vội vàng trốn sau chiếc xe đang đỗ ở bên đường. Bởi vì bóng dáng kia không phải ai khác mà chính là Hàn Tiêu Tiêu, nữ cảnh sát bạo lực làm Diệp Thu đau đầu chắc vì buổi tối không có ca trực. Hôm nay Hàn Tiêu Tiêu không mặc cảnh phục, mà mặc một chiếc áo crop top màu đen và một chiếc quần đùi màu trắng. Phô bày dáng người nóng bỏng của cô ra rất sâu sắc. Theo bước chân cô đi, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy áo lót lộ ra. Kết hợp với đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp. của thực là cực phẩm nhân gian, cực kỳ gợi cảm. Làm cho ban đêm này không khỏi có vài phần sao động. Nhưng mà, đối với người phụ nữ này... Diệp Thu không hề có bất kỳ hứng thú nào, bởi vì người phụ nữ này quá phiền phức, làm cho người ta quá nhức đầu, một khi dính phải thì khó mà thoát ra. Cho nên Diệp Thu chuẩn bị trốn sau chiếc xe này, đợi Hàn Tiêu Tiêu đi rồi sang. Chỉ thấy Hàn Tiêu Tiêu xách một túi lớn đi ra từ trong cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị đi tới chiếc BMW X5 màu trắng đang đỗ bên đường. Đó chính là xe của cô. Thế nhưng, cô còn chưa kịp xuất phát. Brum 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 một loạt tiếng gầm rú của xe máy bất thình lình vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Hơn 30 chiếc xe máy đang phi như bay tới chỗ hàn tiêu tiêu, cảnh tượng này khá là đồ sộ. Chỉ trong nháy mắt, đội xe máy đã đi tới bên cạnh hàn tiêu tiêu, sau đó vần quanh thành một vòng tròng bao vây hàn tiêu tiêu trong đó. Mà trên mỗi một chiếc xe máy, ngoại trừ người lái độ mũ bảo hiểm ra, thì ngồi sau còn có một thanh niên cầm một cái gậy bóng chày. Cộng lại, ít nhất cũng phải lên đến bốn năm người. Thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu trượt lạnh xuống, vô thức đưa tay đi sờ súng bên hông. Nhưng vừa sờ thì cô nhận ra, hôm nay mình không đi làm, không mặc đồng phục, càng không mang theo súng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu càng trở nên khó coi. Audio điện tử võ tấn bền chương 76, rất nhiều sắc lang diệp thu trốn ở sau chiếc xe hơi bên đường đối diện thấy cảnh này cũng ngẩn cả người tình huống gì đây chẳng nhẽ là trả thù ừ cái này khá là có khả năng đấy người cương trực công chính như hàn tiêu tiêu tính cách đấu tranh với thế lực tà ác đến cùng khả năng đắc tội người là rất cao phỏng chừng bây giờ người ta là tìm tới cửa trả thù nghĩ tới đây diệp thu lắc đầu nhưng anh không vội lộn xộn mà anh tính trước tiên tiếp tục quan sát đã rồi nói tiếp các cậu là ai? Hàn tiêu tiêu lạnh mặt, nhìn lướt qua đám xe máy đang bao vây mình, lạnh lùng hỏi. Lúc này, một thanh niên ở một chiếc xe trong số đó đi xuống. Nhìn dáng vẻ, chắc là thủ lĩnh của đám người này. Gã thanh niên nhuộm tóc màu tím, mặc áo giáp băng, trong miệng còn đang nhai kẹo cao su, trên mặt mang vẻ ngổ ngáo. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Hàn Tiêu Tiêu, quan sát Hàn Tiêu Tiêu từ đầu đến chân một lượt, cười lạnh hỏi chắc hẳn vị mỹ nữ này chính là hàn tiêu tiêu đại danh đỉnh đỉnh hàn cảnh quan đúng không anh là ai chúng ta quen nhau sao hàn tiêu tiêu hít mắt lạnh giọng hỏi cô không biết tôi nhưng đại ca tôi thì chắc chắc cô biết thanh niên tóc tóm khẽ nhếch miệng cười lạnh nói đại ca anh hàn tiêu tiêu sửng sốt mấy năm nay cô đã bắt quá nhiều người xấu nếu bảo cô nhớ thì cô không nhớ ra thật anh sử dẫn dắt nhóm đua xe của chúng tôi, sử thượng phi. Chắc không phải là hàn cảnh quan quên rồi đấy chứ. Thanh niên tóc tím cười lạnh hỏi. Ồ, người anh nói chính là thằng cha lái xe máy đâm một bà cụ tàn tật, còn uy hiếp người khác là nếu dám báo cảnh sát thì sẽ diệt cả nhà người ta hả? Hàn tiêu lập tức nghĩ ra. Cũng không phải là sử thượng phi này lớn lên trông đặc biệt. Mà là tên của anh ta, thật sự là quá đặc biệt. Sử thượng phi, thì thượng phi bố mẹ anh ta còn kỳ vọng anh thành tài a à. nếu hàn cảnh quan đã nhớ ra vậy thì chuyện này dễ nói rồi thanh niên tóc tím lạnh lùng cười một cái sắc mặt nhoáng cái trầm xuống lạnh giọng nói hàn cảnh quan cô bắt lão đại của chúng tôi hại nhóm xe tốc độ của tôi như rắn mất đầu không nói cô còn làm lão đại của chúng tôi chịu khổ ở trong đó chuyện này có phải là cô nên cho chúng tôi một cái công đạo không tôi cho các anh công đạo gì chứ lão đại các anh đã vi phạm pháp luật thì phải nhận trừng phạt. Ngược lại là các anh buổi tối rồi còn kết bè kết nhóm tới tìm tôi, còn mang theo vũ khí, sao nào? Các anh định đánh lén cảnh sát à? Có tin là tôi bắt hết tất cả lại không? Hàn Tiêu Tiêu chừng mắt nhìn thanh niên tóc tím, lạnh lùng nói: Ha ha ha, Hàn cảnh quan thật là oai phong a. À. Thanh niên tóc tím khinh miệt cười, sau đó quét mặt nhìn Hàn Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới một cái, vẻ mặt khinh bỉ nói: Bắt chúng tôi. Bây giờ á, cô lấy gì mà bắt? Tay không à, cũng không nhìn xem hôm nay chúng tôi đi bao nhiêu người. Nói thật cho cô biết, chúng tôi không sợ đánh lén cảnh sát, hôm nay nếu cô không nghĩ cách thả lão đại của chúng tôi ra, chúng tôi nhất định sẽ đánh cho cô nhập viện làm bạn với bà cụ kia. Nghe thấy lời này, Hàn Tiêu Tiêu cắn chặt răng. Trong tình huống không có súng, nhoáng cái đối mặt với 4-50 người. Nói thật, cô thật sự là không nắm chắc chỉ có thể báo cảnh sát cầu cứu thôi. Nhưng mấu chốt là điện thoại đang để trên xe sạc pin. Vì thế Hàn Tiêu Tiêu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi phía sau, ý đồ để chủ cửa hàng báo cảnh sát giúp mình. Thế nhưng, Hàn Tiêu Tiêu không ngờ là ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng sợ gặp chuyện rắc rối, lúc đám người này vừa tới, chủ tiệm đã kéo cửa sắt xuống rồi, hơn nữa còn tắt cả đèn ở trong đó. Điều này làm cho gương mặt của Hàn Tiêu Tiêu chợt biến lại nhìn xung quanh. Bởi vì hiện tại đã sắp hơn 10 giờ đêm rồi, xung quanh không có ai. Cho dù ngẫu nhiên có xe chạy qua, thì vừa nhìn trận thế này cũng đã không dám lo chuyện bao đồng, tất cả đều đạp nhanh rời đi. Thấy vậy, trong mắt Hàn Tiêu Tiêu xoẹt qua một tia tuyệt vọng, xem ra tối nay chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù địch đông ta ít, nhưng muốn bắt mình thỏa hiệp với cái ác, mình tuyệt đối thả chết còn hơn. Hàn Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía thanh niên tóc tím nói rất quả quyết muốn bắt tôi thả lão đại của mấy người ra ư tôi có thể nói thẳng với các người luôn đừng hòng nếu các người dám động chân động tay tôi sẽ phụng bồi đến cùng nhưng hậu quả tôi khuyên các người tốt nhất là nghĩ cho kỹ đi nói xong hàn tiêu tiêu liền bày ra một tư thế chiến đấu ai ôi hàn cảnh quan thật là cứng rắn nha được thôi nếu cô đã không biết điều như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí thanh niên tóc tím khinh thường cười một cái sau đó giơ tay lên ra lệnh các anh em thời khắc báo thù cho lão đại đến rồi ra tay thôi thanh niên tóc tím vừa dứt lời nhưng thanh niên ngồi ở yên sau xe máy cầm chiếc gậy bóng chảy đều xuống xe sau đó liền định xông vào hàn tiêu tiêu như ong vỡ tổ tối nay náo nhiệt thật đấy thế nhưng đúng lúc này một giọng nói lại bất ngờ vang lên điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình nhao nhao quay đầu lại nhìn chỉ thấy ở trên đường cái, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ đồ thể thao màu đen thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ý vị, đang đi qua bên này. Thấy thế, Hàn Tiêu Tiêu bỗng nhiên trừng to mắt. Bởi vì người đó chính là Diệp Thu, người làm cho cô hận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được. Diệp Thu, sao anh lại ở đây? Hai mắt Hàn Tiêu Tiêu nhìn chầm chầm Diệp Thu, vẻ mặt khó tin hỏi. Buổi tối ăn no xong thì ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm, cái này không trái pháp luật chứ? Hàn Cảnh Quan. Diệp Thu mỉm cười, trêu đùa nói. Nói thật, lúc đầu anh không định lo chuyện bao đồng. Dù sao thì nói từ phía cá nhân, thì anh rất ghét Hàn Tiêu Tiêu, anh chỉ ước cách cô ta càng xa càng tốt. Nhưng, Diệp Thu rất rõ. Ở xã hội hiện nay, không thể không có loại người chính trực, không sợ cường quyền giống như Hàn Tiêu Tiêu. Bất kể thế nào đi chăng nữa cũng phải biểu dương chính nghĩa, biểu dương cảnh sát tốt. Đây là phúc của nhân dân, phúc của đất nước, cho nên Diệp Thu đành phải ra tay. Điều mà làm anh giúp không phải cá nhân Hàn Tiêu Tiêu, mà là chính nghĩa. Bớt lắm mồm đi, anh có mang điện thoại không, mau báo cảnh sát đi. Hàn Tiêu Tiêu trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Báo cảnh sát làm gì? Sao thế, cô bị quấy rối à? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó nhìn chằm chằm cơ thể nóng bỏng của Hàn Tiêu Tiêu liếc mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới đùa cợt cười nói tôi đã nói từ sớm rồi mà dáng người cô tốt như thế thì đừng ăn mặc gợi cảm như này cô đây chẳng phải là làm người phạm tội à xã hội này nhiều sắc lang lưu manh lắm cô nhìn đi lần này cô đã thu hút tới mấy chục người chật 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 khốn kiếp anh đang nói linh tinh gì vậy khuôn mặt nhỏ của hàn tiêu tiêu thoáng cái đỏ lên cô hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu sắp nổi điên tại chỗ rồi nếu không phải là giờ đang bị đám người này bao vây, cô đã xông lên đánh Diệp Thu rồi. Thấy một màn này, thanh niên tóc tím cũng trầm mặt, xoay người chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, này, thằng kia, anh là ai? Chẳng nhẽ anh là đồng nghiệp của Hàn Tiêu Tiêu, mươi 77, trực tiếp đi cướp ngục. Đồng nghiệp, không không không, giống với lão đại của các cậu, tôi cũng là người từng bị cô ấy bắt. Hơn nữa tôi còn bị bắt vào hai lần cơ. Diệp Thu xua tay, nhếch miệng cười nói ồ nói như vậy anh cũng tới để trả thù à thanh niên tóc tím hít mắt lạnh giọng hỏi trả thù thế thì không phải não tôi chưa có hỏng không có nghĩ quẩn như vậy tôi chỉ đi ngang qua thuận tiện xem náo nhiệt mà thôi diệp thu lắc đầu trêu tức nói ừ thanh niên tóc tím sững sờ sau đó sắc mặt nhoáng cái đã sầm xuống chừng mắt nhìn diệp thu tức giận nói ý anh là đầu óc của chúng tôi hỏng hết rồi hả này còn chẳng phải hỏng sao các cậu làm thế này thì sao mà cứu lão đại niệu thượng phi của các cậu ra được đây đúng là mù quáng làm lỡ thời gian vẻ mặt diệp thu nghiền ngẫm nói là sử thượng phi không phải là niệu thượng phi thanh niên tóc tím chừng mắt phẫn nộ nói ồ hớ hớ lúc nãy cách hơi xa nên không nghe rõ thì thượng phi đúng đúng đúng, đúng là thì thượng phi diệp thu vội vàng xua tay khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo vừa nãy anh nói chúng tôi làm thế này là mù quáng tốn công thế anh có cách gì hay vậy thanh niên tóc tím chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi cậu hỏi tôi à diệp thu khẽ nhếch khóe miệng sau đó gật đầu nói với vẻ suy nghĩ tất nhiên là có cách hay a à? nếu tôi mà là các cậu tôi sẽ đi cướp mục luôn chẳng phải các cậu muốn cứu lão đại của các cậu ra sao nhiều người thế này thì cướp mục luôn đi ở đây bao vây một cảnh sát nữ thì có tác dụng khỉ gió gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người đều bị lời nói của diệp thu làm kinh sợ đến cả hàn tiêu tiêu cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn diệp thu mà đúng lúc này một thanh niên nhuộm tóc vàng trong này lại gật đầu nhìn thanh niên tóc tím vẻ mặt nghiêm túc đề nghị anh hai em nghĩ thằng này nói có lý chúng ta đi cướp mục đi như vậy thì chắc chắn là cứu được lão đại gia cướp cái đầu cậu ý mà cướp thanh niên tóc tím tát luôn một phát vào đầu thanh niên tóc vàng tức giận quát đầu cậu bị lừa đá rồi hả bên trong đầu cậu toàn để cứt hả chỉ mấy người chúng ta mà con mẹ nó đòi đi cướp ngục hả cậu tưởng là đang quay phim võ hiệp à vác mấy con dao đi là được hả thả tới hiện tại mẹ nó ngay cả chắn vết đạn cũng không đủ cậu không muốn sống nữa đúng không tóc vàng sợ tới mức rụt cổ lại lập tức không dám lên tiếng nữa mà lúc này một tên thanh niên nhuộm tóc đỏ ở bên cạnh lại gật đầu, đứng ra nghiêm trang nói, "Anh hai nói đúng, chuyện như là cướp ngục không thể kích động được, thế nào cũng phải trở về chuẩn bị một phen rồi bàn tiếp. Ít nhất cũng phải có một người có khẩu AK47." Nói xong, cậu ta còn nhìn về phía thanh niên tóc tím, mở to hai mắt vẻ mặt nịnh nọt hỏi, "Anh hai, anh thấy em nói có đúng không?" "Tôi đi cái tiên sư cậu ấy." Thanh niên tóc tím suýt nữa thì tức chết ngay tại chỗ, cậu ta trực tiếp giơ chân đạp qua đạp thanh niên tóc đỏ ngã xuống đất, phẫn nộ nói cậu thì ngu ngốc, còn cậu thì đem AK-47 nhỉ. Hay là tôi chuẩn bị thêm cho cậu một cái xe tăng nữa nhá. Vào giờ phút này, thanh niên tóc tím chợt nhận ra. Đám anh em đua xe này, quả thực là không có một cái đầu nào dùng được, thậm chí là còn mất não. Còn con mẹ nó cướp ngục nữa chứ. Thế này thì có khác gì đi tìm chết đâu. Làm cậu tức đến sắp hộp máu rồi hung hăng chừng mắt liếc mọi người một cái, ý bảo mọi người im lặng. Sau đó, thanh niên tóc tím quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, cắn răng tức giận quát, thằng kia, nói nhiều như vậy, sao tôi cứ cảm thấy anh không giống người xem náo nhiệt vậy, ngược lại giống như tới gây chuyện hơn. Ai à, để cậu nhìn ra rồi à? Tôi có thể hiện rõ như vậy sao? Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Hừ, thanh niên tóc tím tức giận thở ra một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thu, lạnh giọng nói thằng kia tôi cho anh một cơ hội cuối cùng quỳ xuống dập đầu ba cái sau đó lập tức cút đi chuyện vừa rồi tôi có thể xem như chưa từng xảy ra còn nếu không hôm nay tôi nhất định phải phế anh muốn để tôi dập đầu ư được a à, cậu quỳ xuống trước dập đầu với tôi một trăm cái làm một cái dáng để tôi học xem dập thế nào Diệp Thu khẽ nhếch môi vẻ mặt nghiền ngẫm nói tôi mẹ nó thằng kia đây là do anh tìm chết sắc mặt thanh niên tóc tím trầm xuống sau đó chỉ vào diệp thu vẫn nộ nói cái anh em lên hết cho tôi đánh chết anh ta đi anh hai thế nữ cảnh sát kia thì sao một thanh niên trong đó chỉ vào hàn tiêu tiêu nghi hoặc nói trước chưa lo sau rồi lại tìm cô ta tính sổ sau dù sao cũng biết cô ta sống ở đâu trước tiên đánh thằng kia đã đừng để anh ta chạy thanh niên tóc tím tức giận quát sứt lời cậu ta cầm gậy bóng chảy dẫn đầu lao vào diệp thu những thanh niên còn lại thấy vậy vội vàng bỏ xe máy xuống cả đám cầm gậy bóng chảy hô to xông về phía diệp thu nhìn một màn này khóe miệng diệp thu khẽ nhếch lên sau đó anh nhìn hàn tiêu tiêu sắc mặt bình thản nói hàn cảnh quan đám người này cứ giao cho tôi cô mau chạy đi nói xong diệp thu quay đầu bỏ chạy vừa chạy thỉnh thoảng diệp thu còn dừng lại cố tình ngoáy mông với đám người thanh niên tóc tím, kích thích bọn họ. Cứ như vậy, đám người của thanh niên tóc tím đều bị tức đến phát điên, liều mạng đuổi theo Diệp Thu. Thấy cảnh này, hàn tiêu tiêu ngây ngẩn cả người, lúc này mới kịp phản ứng lại. Thì ra Diệp Thu làm tất cả là để dẫn đám người kia đi, từ đó cứu mình. Không được, mình phải mau mau báo cảnh sát, nếu không người người như vậy, một khi đuổi kịp Diệp Thu, thế nào cũng sẽ đánh Diệp Thu chết tươi mất. Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu Tiêu vội vàng chạy về phía con BMW X5 của mình, cô định lấy điện thoại của mình sau đó báo cảnh sát. Diệp Thu cứ chạy về trước. Đám người thanh niên tóc tím liều mạng đuổi theo sau. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, mà cứ chạy mãi, Diệp Thu lại chạy vào trong một cái ngõ cụt. Nhìn vách tường tối đen phía trước, Diệp Thu dừng lại. Còn lúc này, đám người thanh niên tóc tím cũng đuổi đến nơi, chặn kín lối ra của ngõ cụt chạy đi, anh con mẹ nó sao không chạy nữa đi. Vừa nãy chẳng phải chạy giỏi lắm cơ mà. Chạy tiếp cho tôi xem nào. Thanh niên tóc tím nhìn Diệp Thu đã không còn đường để mà chạy, vẻ mặt khinh thường châm biếm nói. Nghe vậy, Diệp Thu chậm rãi xoay người lại, khóe miệng khẽ nhếch ra một vệt ý cười nhìn ngấm, thản nhiên nói, không muốn chạy nữa, chỗ này chắc là được rồi. Cái gì mà được rồi cơ? Thanh niên tóc tím sừng sốt, nghi hoặc nói vừa nãy trước mặt Hàn Tiêu Tiêu, không tiện ra tay. Ở đây tôi có thể ra tay được rồi. Diệp Thu Bình thản nói. Ủa ôi, hóa ra anh còn là một cao thủ võ lâm à. Tôi sợ quá đi à. Thanh niên tóc tím vỗ ngực mình, giả bộ sợ hãi. Ngôn tình hay, nhưng trong mắt cậu ta lại đầy mỉa mai. Nói thật, nếu bây giờ các cậu rút lui, có lẽ tôi có thể đỡ được nỗi đau ra thịt. Diệp Thu vô cảm nói nói anh giỏi anh còn phét lác tiếp đúng không? Đừng có mà giả vờ trước mặt ông đây nữa. Thanh niên tóc tím khinh thường chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó ra lệnh với người đằng sau, lên, đánh chết cho tôi, tôi muốn xem xem lát nữa lúc anh ta quỳ dạp trên mặt đất cầu xin tôi, anh ta có cần kiêu ngạo được nữa không? Vâng, bọn họ gật đầu, sau đó tất cả cầm gậy bóng chảy lên, nhe răng sông về phía Diệp Thu. Chẳng mấy chốc, trong ngõ cụt liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết chương 78, cô ấy là một cảnh sát tốt. Khoảng một phút sau, trong ngõ cuộc tối đen như mực, Diệp Thu vẫn bình thản đứng yên tại chỗ. Còn thanh niên tóc tím và những tên đàn em của cậu ta đều nằm ngổn ngang trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Diệp Thu nhấc chân đi đến bên cạnh thanh niên tóc tím, ngồi xổm xuống. Thanh niên tóc tím sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng giơ hai tay lên ôm đầu, cầu xin tha thứ nói, đại. Đại ca, đừng giết tôi, tôi biết sai rồi van xin anh đừng giết tôi ai muốn giết cậu có thuốc lá không diệp thu trợn mắt liếc thanh niên tóc tím một cái bực mình hỏi có 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 thanh niên tóc tím vội vàng gật đầu móc từ trong túi ra một bao phủ dung vương rút một điếu đưa cho diệp thu diệp thu ngậm vào miệng thanh niên tóc tím vội vàng lấy bật lửa châm lửa cho diệp thu hít diệp thu hít sâu một hơi nhả ra một vòng khói sau đó anh nhìn thanh niên tóc tím, thản nhiên hỏi, sau này còn dám tìm Hàn cảnh quan gây sự nữa không? Không dám nữa ạ, à, đánh chết tôi cũng không dám nữa. Thanh niên tóc tím vội vàng lắc đầu, đầu lắc như chống bỏ. Thế còn tạm được. Diệp Thu gật đầu, sau đó nhìn thanh niên tóc tím, hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? 10, mười, 17. Mười thanh niên tóc tím run lẩy bẩy nói. Bốp. Diệp Thu vỗ một phát vào đầu thanh niên tóc tím tức giận nói một tên nhóc con thế mà ra ngoài bày đặt làm xã hội đen cái gì sau này quay về chăm chỉ học tập cho tôi nghe rõ chưa nghe rõ rồi đại ca ạ à, anh yên tâm đi trở về tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành không đi lộn xộn nữa đâu thanh niên tóc tím vội vàng gật đầu ngoan ngoãn trả lời như này mới đúng diệp thu gật đầu hài lòng sau đó anh đứng lên chuẩn bị rời đi đại đại ca tôi có một chuyện muốn hỏi anh nhưng đúng lúc này thanh niên tóc tím lại mở miệng run run nói chuyện gì diệp thu quay đầu liếc mắt nhìn thanh niên tóc tím một cái hỏi anh đã bị hàn cảnh quan bắt hai lần thật sao thanh niên tóc tím nghi hoặc nói đúng a à. diệp thu gật đầu mỉm cười hỏi sao vậy vậy tại sao anh còn muốn giúp cô ta thế này thanh niên tóc tím khó hiểu hỏi nghe thấy thế diệp thu lắc đầu cười hút một hơi nữa cho hết điếu thuốc anh vứt đầu thuốc xuống chân rồi lấy chân di cho dập lửa, sau đó anh ngẩng dầu nhìn lên bầu trời, bình thản nói cô ấy là một cảnh sát tốt, còn là người anh hùng bảo vệ xã hội, không chỉ tôi mà cô ấy xứng đáng được tất cả mọi người giúp đỡ, lại càng xứng đáng được tất cả mọi người yêu quý, kính trọng. Bởi vì sự tồn tại của cô ấy có thể mang lại sự tươi sáng cho xã hội, đây là điều mà những người khác không thể thay thế được. Nói xong, Diệp Thu đi ra phía ngoài ngõ cụt mà không ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi của diệp thu thanh niên tóc tím sững sờ qua một lúc lâu thanh niên tóc tím nắm chặt nắm đấm cậu cũng muốn giống như hàn tiêu tiêu trở thành một người được tất cả mọi người tôn kính vì thế cậu đã lập lời thề trong lòng sau này nhất định mình phải làm một cảnh sát làm một người trừ hại cho dân một cảnh sát tốt được người dân tôn kính ngay cả chính diệp thu cũng không biết vì một hành động và lời nói trong lúc vô ý của anh nhiều năm sau thành phố giang châu lại xuất hiện một vị cảnh sát công chính nghiêm minh tấn công vô số kẻ tội phạm kẻ xấu được mọi người xưng là thiết huyết thần thám mà người đó chính là thanh niên tóc tím hôm nay tất nhiên rồi những cái này đều là chuyện về sau sau khi đi ra khỏi ngõ cụt diệp thu đang chuẩn bị về nhà thì vào lúc này điện thoại của anh lại bất ngờ reo lên người gọi tới chính là hàn tiêu tiêu diệp thu hơi giật mình nhanh chóng bắt máy alo diệp thu anh đang ở đâu tôi đã báo cảnh sát rồi cảnh sát sẽ tới ngay đấy anh đang ở chỗ nào bọn họ có đuổi theo anh không giọng nói sốt ruột của hàn tiêu tiêu truyền ra từ trong điện thoại nghe vậy diệp thu cũng lắc đầu cười giải thích nói hàn cảnh quan tôi không sao mấy tên nhóc đó cơ thể yếu đuối không đuổi kịp tôi bị tôi bỏ xa rồi bây giờ tôi đã an toàn rồi Bị anh bỏ xa rồi á? Tất cả hư. Nhất thời, Hàn Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên. Đúng thế, hồi còn đi học, tôi ở trong đội thể thao của trường đấy. Tôi chạy rất nhanh, thanh niên bây giờ a, à, to mắt sợ ma, chạy hai bước đã hết hơi, cho nên tất nhiên là bọn họ không đuổi kịp tôi rồi. Diệp Thu nhếch miệng cười nói, đúng là thua anh đấy. Hàn Tiêu Tiêu thở phào một hơi, sau đó hỏi tiếp, thế anh đang ở đâu? Tôi đi đón anh. Đón tôi hả? Cái đó, Hàn Cảnh Quan, không phải là cô lại định bắt tôi về đồn cảnh sát đấy chứ? Lần này là tôi cứu cô đấy. Diệp Thu lập tức hơi hoảng. Ba ngày vào đồn cảnh sát uống trà hai lần, cái này ai mà chịu được chứ? Phụt, Diệp Thu anh nói gì vậy? Tôi muốn gặp mặt cảm ơn anh, tiện thể đưa anh về nhà. Muộn thế này, chắn chắn là anh cũng chẳng bắt được xe. Hàn Tiêu Tiêu hơi cạn lời, nói: Thì ra là vậy a. À? Diệp Thu vừa nghe không phải là bắt mình, lúc này mới yên tâm, sau đó anh nói, tôi đang ở đường giao giữa vườn hoa và trường đại học, cô tới đón tôi đi. Được, anh đừng di chuyển, tôi lập tức tới ngay. Nói xong, Hàn Tiêu Tiêu liền cúp máy. Khoảng 5 phút sau, một chiếc BMW X5 màu trắng dừng trước mặt Diệp Thu. Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diệp Thu, nói, lên xe đi. Diệp Thu gật đầu, đi tới bên ghế phó lái, mở cửa ra ngồi vào anh không sao thật à hàn tiêu tiêu khởi động xe sau đó nghiêng đầu nhìn diệp thu quan tâm hỏi han không sao a à, cô thấy tôi có giống bị làm sao không diệp thu hoạt động cánh tay nhếch miệng cười nói thế thì tốt lúc này hàn tiêu tiêu mới yên tâm sau đó cô nhìn diệp thu gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ nói vừa nãy vừa nãy cảm ơn anh ha về sau có thời gian tôi nhất định mời anh ăn cơm không có gì, làm việc nghĩa thôi, chuyện nên làm mà, loại chuyện này tôi làm suốt. Diệp Thu khoát tay, vô tư nói, ngừng, chém gió. Hàn Tiêu Tiêu trợn trắng mắt liếc Diệp Thu một cái, sau đó cô nhìn Diệp Thu, hơi khó hiểu hỏi, Diệp Thu, tôi đã bắt anh hai lần, thế mà hôm nay anh còn ra tay giúp tôi, chẳng nhẽ anh không hận tôi tí nào sao? Không hận a, à, đó chẳng phải là hiểu nhầm sao? chỉ cần sau này hàn cảnh quan đừng có mà không có việc gì làm là mời tôi tới đồn cảnh sát uống trà là được diệp thu lắc đầu mỉm cười nói anh yên tâm chỉ cần anh không phạm pháp tôi tuyệt đối sẽ không bắt anh hàn tiêu tiêu vội vàng bảo đảm vậy là tốt rồi diệp thu nhếch miệng cười một cái thật ra thông qua cuộc nói chuyện này diệp thu phát hiện con người hàn tiêu tiêu này cũng khá được có lẽ cũng không tệ như mình nghĩ con người a quả nhiên vẫn là phải tiếp xúc nhiều, mới có thể hiểu thật sự. Không bao lâu, Hàn Tiêu Tiêu đã đưa Diệp Thu tới cửa của hãn Hải Lam Thành. Diệp Thu và Hàn Tiêu Tiêu chào nhau một cái rồi anh lập tức xuống xe đi về phía khu nhà. Hàn Tiêu Tiêu ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của Diệp Thu, đôi mi thanh tú khẽ cao lại. Diệp Thu, rốt cuộc anh là người như thế nào? Chấm 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 chấm, vào trong biệt thự hãn Hải Lam Thành. Diệp Thu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đến giờ, anh vấp chưa nghĩ ra một cái lý do hợp lý, để ngày mai Lâm Thanh Nhã sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà. Cái này làm cho Diệp Thu hơi đau đầu. Xem ra, anh đành phải dùng chiêu đặc biệt thôi. Đó chính là, hạ thuốc. Diệp Thu có một loại mê hồn hương, không màu không vị. Người mà ngửi vào, nếu như không dùng thuốc giải, thì có thể ngủ tận 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, sẽ không nhận ra là có gì khác thường. Chương 79, cậu quá chậm. Diệp Thu chuẩn bị dùng thuốc này, trước tiên để Lâm Thanh nhã ngủ mê man một ngày đã rồi nói sau. Nếu như thế thì anh có thể đi gặp cái gọi là lão thất kia rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu liền đi về phòng của mình, lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, sau đó đi lên tầng 2. Sáng sớm hôm sau, trời nắng rực rỡ, theo lịch thường ngày thì giờ này lâm thanh nhã đã thức dậy và đi xuống lầu rồi nhưng hôm nay cô lại chưa đi xuống thấy vậy khóe miệng diệp thu khẽ nhếch anh biết mê hồn hương đã phát huy tác dụng vì thế anh trực tiếp đi ra cửa đi xe buýt tới công ty làm việc lúc anh tới bộ phận kinh doanh diệp thu nhận thấy hôm nay hà tình tình đã tới anh nhếch miệng cười một cái đi lên trước chào hỏi nhưng mà hà tình tình lại lơ anh thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Cứ như thể là không quen anh vậy. Điều này làm cho Diệp Thu sửng sốt, anh rất là nghi hoặc. Đang định hỏi Hà Tình Tình sao thế? Lúc này, Lý Soái đi vào. Anh ta lườm Diệp Thu một cái, giọng điệu khó chịu nói, Diệp Thu, trong thời gian làm việc, cậu không mau về bàn làm việc của mình làm việc đi, đứng ở chỗ Hà Tình Tình làm cái gì? Tôi cảnh cáo cậu, cuối tháng nếu mà cậu không đạt chỉ tiêu công việc, tôi chắc chắc sẽ đuổi việc cậu. Diệp Thu nhún vai, đành quay về chỗ ngồi của mình. Cứ thế, một mạch tới giữa trưa. Vào thời điểm này, Hà Tình Tình vẫn không hề để ý tới Diệp Thu, thậm chí còn không nhìn Diệp Thu lấy một cái. Việc này khiến cho Diệp Thu ngu ngơ chả hiểu ra sao. Mắt thấy đã tới giờ tan làm, người trong bộ phận kinh doanh đều đã đi ra ngoài gần hết. Hà Tình Tình bất chợt đứng lên, lấy ra một túi hồ sơ trong ngăn tủ, xoay người đặt lên bàn Diệp Thu, chừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận hỏi, Diệp Thu, ý anh là sao hả? Nhìn thấy chiếc túi hồ sơ trên bàn, Diệp Thu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bởi vì trong chiếc túi hồ sơ kia, chính là 10 vạn tệ. Sau khi khám bệnh cho diêu tính mẹ của Hà Tình Tình xong, anh liền tiện thể đặt số tiền này ở dưới gối diêu tính. Còn sự tức giận của Hà Tình Tình vào lúc này, chắc là có liên quan với 10 vạn tệ này. Nghĩ tới đây, diệp thu ngẩng đầu nhìn về phía hà tình tình mỉm cười hỏi cô tức giận tới chưa không để ý tới tôi là vì cái này hả à? anh trả lời tôi trước đi hà tình tình quyệt cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói không có ý gì a à, số tiền này là số tiền mà cô nên cầm diệp thu lắc lắc đầu mỉm cười nói anh đang bố thí cho tôi đấy hả tôi biết gia cảnh nhà tôi hơi khó khăn nhưng tôi chỉ muốn dựa vào sự nỗ lực của chính mình tôi không cần người khác bố thí chút cốt khí này, Hà Tình Tình tôi vẫn có." Hà Tình Tình nói xong, hai mắt đã đỏ hoe. Thấy vậy, Diệp Thu vội vàng giải thích, "Tôi nghĩ cô hiểu nhầm tôi rồi, không có gì là bố thí hay không bố thí ở đây cả. Thứ nhất, chúng ta là bạn bè, tôi giúp đỡ cô có phải là việc nên làm không? Thứ hai, làm đồng nghiệp, theo quy định của công ty thì số tiền này là số tiền mà chúng ta cùng kiếm về, là vật sở hữu của hai người chúng ta. Cho nên trong đây cô cũng có một nửa nha." Cho dù có một nửa của tôi, anh đưa tôi hết là có ý gì hả?" Hà Tình Tình cau mày, khó hiểu hỏi. "Bởi vì tôi thấy cô cần số tiền này hơn tôi, cho nên cứ để ở chỗ cô trước, giữa bạn bè với nhau chẳng phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao?" Diệp Thu mỉm cười nói. "Thật, thật là như thế sao?" Hà Tình Tình lặng người đi, bán tín bán nghi hỏi. "Tất nhiên rồi, thật sự là tôi không có ý khác." Diệp Thu nhếch miệng cười rồi nói. Thế là tôi đã hiểu nhầm anh rồi." Khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình thoáng đỏ lên, ngại ngùng nói. "Không sao." Diệp Thu lắc đầu cười, sau đó đưa túi hồ sơ cho Hà Tình Tình, mỉm cười nói, "Cô cầm lấy đi, coi như tôi cho cô mượn, sau này tôi thiếu tiền, tôi sẽ lại đòi cô." "Thế tôi viết cho anh cái giấy vay nợ." Hà Tình Tình khăng khăng nói. Sau đó cô vội vàng xoay người tìm giấy viết giấy vay nợ đưa cho Diệp Thu. Lúc này mới nhận 10 vạn tệ kia Thấy Hà Tình Tình làm như vậy, Diệp Thu cũng đành chịu vậy, chỉ có thể tùy ý để Hà Tình Tình làm. Nháy mắt đã tới 3 giờ chiều. Diệp Thu thấy thời gian đã hòm hòm rồi, anh liền lấy lý do đi gặp khách hàng rồi rời khỏi công ty, đi nhanh về phía Thành Đông Nam. Khu vực Giang Bắc, đường Thành Đông Nam, sau phố. Nơi đây là một khu vực nội thành cũ sắp bị phá bỏ. Vì thế nơi này không sầm uất như trung tâm thành phố cả con phố hẹp khắp nơi đều là các căn phòng cũ nát khu nhà cũ còn có rất nhiều rác thải chất đống ở ngõ cụt âm u không nói còn hôi thối đến ngạt thở mặc dù là ban ngày ban mặt cũng không có ai đi trên đường mà vào lúc này một người đàn ông mặc áo lót đội mũ màu đen còn đeo khẩu trang xuất hiện trên con phố không ai nhìn rõ được mày mày của anh ta anh ta bước đi thật nhanh nhân lúc mọi người không chú ý quẹo vào trong một cái ngõ cụt chất đầy rác người đàn ông nhìn lướt qua ngõ cụt thật nhanh sau khi xác định không có mục tiêu của mình ánh mắt của người đàn ông lóe ra một tia sắc bén sau đó xoay người định rời đi thất tiên sinh tôi đã đợi anh ở đây lâu lắm rồi đấy anh chỉ nhìn một cái xong đã muốn đi khó tránh khỏi hơn bất lịch sự rồi đấy nhỉ thế nhưng đúng lúc này một giọng nói bình tĩnh vang lên trong ngõ cụt nghe thấy vậy người đàn ông híp híp hai mắt xoay người nhìn về phía sau chỉ nhìn thấy ở nơi đó, giờ phút này lại có thêm một bóng người. Không ai khác, chính là Diệp Thu. Nhìn người đàn ông ăn mặc kín mít chỉ để hở ra đôi mắt, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch ra một nụ cười nhìn ngấm. Cậu là ai? Ngô Siêu đâu? Người đàn ông nheo hai mắt lại, lạnh giọng hỏi. Ngô Đường chủ có chút việc, cho nên cố ý ủy thác tôi tới gặp anh trước. Diệp Thu trêu tức nói. Ồ, Người đàn ông quét mắt đánh giá Diệp Thu một lượt, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cậu không phải là người của Thanh Long Đường. Tại sao vậy? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, hứng thú hỏi. Cậu cho tôi một cảm giác rất nguy hiểm, mà Thanh Long Đường là một đám toàn cá thối tôm nát, không thể có một nhân vật như cậu được. Người đàn ông lạnh giọng nói. Thế sao? Nếu đã biết tôi khá nguy hiểm, thế thì nói rõ chi tiết mọi chuyện ra đi. Anh bảo Thanh Long Đường bắt cóc Lâm Thanh Nhã, rốt cuộc là có mục đích gì diệp thu híp híp hai mắt cười lạnh hỏi muốn biết đúng không có thể sống sót được trong tay tôi thì hãng nói tiếp trong mắt người đàn ông lóe ra một tia sắc bén cũng không lòng ngoằng nữa tay trái nắm thành móng vuốt trực tiếp hướng về phía cổ của diệp thu mà bắt hiển nhiên hắn ta muốn vặn đứt hít hầu của diệp thu nhưng mà đối mặt với cái chảo sắc bén này diệp thu lại vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích không hề có ý định né tránh. Thấy vậy, trong mắt người đàn ông lóe ra một thoáng khinh thường. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai có thể còn mạng dưới cái chảo này của hắn ta. Diệp Thu cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn, Diệp Thu đã là một xác chết. Thế nhưng, vào lúc mà cái chảo của người đàn ông trột lên yết hầu của Diệp Thu, một câu nói bình thản lại vang lên bên tai người đàn ông. Anh đã quá chậm, nghe thấy thế, người đàn ông cả kinh, ngay sau đó hắn ta liền cảm nhận được một trận đau đớn của xương gãy truyền tới trên cánh tay của mình. Loại đau đớn này khiến cho sắc mặt của người đàn ông nhoáng cái biến đổi, đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, hắn vừa mới vươn cánh tay phải ra, vậy mà đã bị người bẻ gãy rồi. chương 80, cô ấy là vợ của tôi. Còn không đợi người đàn ông kịp phản ứng. Răng rác, ba tiếng xương gãy liên tiếp vang lên giòn giã. Tiếp sau đó, người đàn ông liền cảm nhận được đau nhức từ một cánh tay khác và hai cái chân truyền tới gần như cùng một lúc, sự đau đớn này không thua gì cái đau của gãy xương lúc trước đó. Chỉ vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, tứ chi của hắn đã bị bẻ hãy hết, nỗi đau đớn cùng cực này không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Cho dù có là người đàn ông, thì giờ khắc này ngũ quan trên mặt hắn ta cũng đã vặn vẹo vì đau rồi. Quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹt từ lâu ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng phù phù người đàn ông bị bẻ gãy hai chân lập tức quỳ gối trước mặt diệp thu hai cánh tay vô lực buông thõng xuống mà giờ phút này sự coi thường trên mặt hắn ta đã biến mất không còn sót lại một tí gì từ lâu rồi thay vào đó là khiếp sợ và khủng hoảng rõ ràng sức lực của diệp thu hoàn toàn vượt ra ngoài tính toán của hắn còn muốn đấu một tí nữa không diệp thu mặt không cảm xúc hỏi cậu cậu rốt cuộc là ai lúc nào mà thành phố giang châu lại xuất hiện nhân vật như cậu người đàn ông nhìn diệp thu vẻ mặt kinh hoàng hỏi tôi là ai không quan trọng khai báo thành thật đi rốt cuộc anh bắt lâm thanh nhã là có mục đích gì diệp thu bình thản hỏi tôi sẽ không nói cho cậu đâu người đàn ông cắn răng quật cường nói cứng miệng đúng không tôi thích nhất là người cứng miệng diệp thu lạnh lùng cười một cái sau đó trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hai ngón tay ở tay phải khép lại, điểm ba cái liên tiếp lên người người đàn ông. Đầu tiên thì người đàn ông sửng sốt, sắc mặt nhoáng cái đại biến. Bởi vì hắn ta cảm thấy nhoáng cái toàn thân mình đã ngứa ngái khó nhịn, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bỏ lên người mình. Điều này làm cho hắn muốn dùng tay để gãi ngứa. Nhưng hai cánh tay của hắn đã bị Diệp Thu bẻ gãy rồi, cơ bản là không nhấc lên được. Loại cảm giác ngứa ngáy khắp người lại không thể dùng tay để gãi này, miễn bàn là thống khổ cỡ nào. Thậm chí còn đau khổ hơn so với tứ chi đứt gãy. Ha 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 ha, trong lúc nhất thời, trong ngõ cụt đều tràn ngập tiếng cười thảm cực kỳ đau đớn của người đàn ông. Vào giờ phút này, người đàn ông thật sự có một loại cảm giác là sống không bằng chết. Có lẽ vào giờ phút này, đối với hắn mà nói, cái chết còn được xem như một loại giải thoát. Ha 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 cậu giết tôi đi a à. tôi cầu xin cậu hãy giết tôi đi ha 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 người đàn ông đau đớn cười lớn cầu xin diệp thu cho mình một cái thống khoái muốn chết hả không dễ thế đâu trong mắt diệp thu lóe ra một vệt hàn quang cười lạnh nói cậu tra tấn tôi thế này chẳng nhẽ cậu không nghĩ lấy hậu quả sao cậu biết tôi là ai không người đàn ông trừng mắt nhìn diệp thu vẻ mặt thống khổ gào thét chói tai ồ Diệp Thu híp híp mắt, tiện tay giải huyệt cho người đàn ông, bình thản hỏi, nói đi, anh là người nào? Người đàn ông thở vào một hơi như chút được gánh nặng, sau đó hắn ta hung hắng trợn mắt nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, vẻ mặt khiêu ngạo hỏi, Giang Nam thất quái, đã từng nghe nói qua chưa? Chưa, lợi hại lắm à? Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên hỏi. Ở thế giới ngầm, địa vị của anh là vua tối cao. Kiểu như những thế lực không chính thức bên dưới, anh chưa từng nghe nói qua thật. Hừ, cậu đúng là không biết cái gì, thế mà đến cả giang nam thất quái ai đều chưa từng nghe nói qua. Đó là tổ chức sát thủ số 1 số 2 ở thế giới ngầm Giang Châu. Người đàn ông khinh thường liếc Diệp Thu một cái, sau đó cắn răng, hung tợn nói, cậu dám tra tấn tôi thế này, thì cậu hãy đợi thất quái Giang Châu truy sát suốt đời đi. Tới lúc đó, mặc kệ cậu là ai, đều khó mà thoát được cái chết. Nói như vậy thì anh chính là lão thất trong giang nam thất quái à? Diệp Thu híp híp mắt, thản nhiên hỏi. Đúng thế, hơn nữa ở trong thất quái thực lực của tôi là yếu nhất, sáu quái khác, mỗi một người đều khủng bố hơn tôi gấp bội lần. Tôi dám nói thế này, cả thành phố Giang Châu, phàm là người bị sáu người bọn họ nhìn chằm chằm, thì tuyệt đối không còn bất bất cứ ai có thể sống sót. Cho nên tôi khuyên cậu, tốt nhất là cậu suy nghĩ đi, ngoan ngoãn thả tôi đi, nếu không, cậu sẽ đụng phải phiền toái lớn đấy. Lão thất gật đầu, cực kỳ kiêu ngạo nói chỉ là một tổ chức sát thủ ở địa hạt Giang Châu, mà dám thả ra lời cuồng vọng như thế hả? Thật là nực cười. Diệp Thu lắc đầu, gương mặt khinh thường nói. Cậu có ý gì? Lão thất lặng người đi, tức giận hỏi. Ý trên mặt chữ. Diệp Thu thản nhiên nói. Nhóc con, cậu to gan, cậu lấy dũng khí ở đâu mà dám nói như thế hả? Chỉ dựa vào việc cậu đánh bại được tôi ư. Lão thất chừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, lấy chiếc nhẫn đầu lâu khô màu đỏ như máu ra, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, dựa vào cái này, được không? Lão thất vốn còn đang phẫn nộ, nhưng vào giây phút hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đỏ như máu, liền giống như con chuột gặp phải mèo vậy. Con người co rụt lại, nhoáng cái gương mặt đã đầy hoảng sợ. "Đây, đây là nhẫn Thánh Vương, ngài, ngài lại là vị đại nhân đó." Giờ khắc này, cả người lão thất không ngừng run rẩy, như thể gặp phải ma vậy ơ ờ, còn khá biết hàng đấy bây giờ đã thành thật nói cho tôi mục đích của anh được chưa diệp thu khẽ nhếch khóe miệng cười lạnh hỏi tôi nói tôi nói hết lão thất vội vàng gật đầu cho dù vừa nãy diệp thu lấy tính mạng của hắn ra để uy hiếp hắn vẫn không định nói ra tất cả nhưng vào giờ phút nhìn thấy diệp thu lấy nhẫn thánh vương ra tất cả dũng khí trong lòng hắn đã bị đập tan hết rồi bởi vì, chỉ có người của thế giới ngầm mới chân chính hiểu được ý nghĩa đại biểu của nhẫn thánh vương. Nói ra sớm như này chẳng phải là bớt được việc rồi sao, cứ phải động tay động cơ, đúng là phiền phức. Diệp Thu trợn trắng mắt liếc lão thất một cái, bĩu môi, buồn bực nói. Khóe miệng lão thất có rút một trận, cũng không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật nói, thực ra tôi cũng là phụng mệnh làm việc. Lão đại chúng tôi bảo tôi tới khu vực Giang Bắc, lặng yên bắt Lâm Thanh Nhã đi, vì thế mục đích chân chính tôi cũng không rõ cái này e rằng chỉ có thể đi hỏi lão đại chúng tôi thôi đến cả anh cũng không biết sao diệp thu nhíu mày vâng trước nhẫn thánh vương tôi không dám nói dối lão thất gật đầu vội vàng cam đoan nói một khi đã như vậy trong mắt diệp thu lóe ra một tia sắc bén lạnh giọng nói vậy thì anh có thể lên đường rồi nghe thấy vậy gương mặt lão thấy trắng bệch vội vàng nói đại nhân tôi chết cũng được tôi có thể hỏi một câu không rốt cuộc lâm thanh nhã kia có quan hệ gì với ngài vì sao ngài phải đích thân tham gia vào chuyện này cô ấy là vợ tôi trong ánh mắt lạnh như băng của diệp thu lóe lên một chút dịu dàng thản nhiên nói nghe thấy lời ấy lão thất không tự chủ được run lên sau đó thê lương cười một cái bởi vì hắn ta biết giang nam thất quái danh chấn thế giới ngầm giang châu sợ rằng từ nay trở đi phải biến mất rồi sau khi xử lú xong thi thể của lão thất diệp thu liền rời khỏi ngõ cụt nhanh chóng đi ra phía ngoài của con phố dù sao anh còn đang đi làm không thể rời công ty quá lâu được nếu mà để lý soái phát hiện ra nói không chừng lại gây khó khăn cho anh cứ thế một đường chạy chậm rời khỏi con phố đi tới bên ngoài đường lớn diệp thu đang chuẩn bị giơ tay gọi một chiếc taxi nam nam nhưng mà đúng lúc này một giọng nói tràn đầy tuyệt vọng của người phụ nữ lại truyền vào tai Diệp Thu. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 80.